Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên không biết cờ Tuân Bình là loại cờ gì, nhưng biết nó chắc chắn không giống đồ vật bình thường, một lá cờ mà lại có 36 họa tiết hoa văn, 36 lá cờ tràn ngập sát khí ngút trời, che khuất bầu trời, từ đó có tiếng gào truyền ra giận trăm ngàn. Đúng lúc này, Tử Tiên lão đầu nghẹn ngào nói, ma khí thượng cổ. Lôi Đình ta cũng là một người coi như có chút kiến thức, ha ha ha, lão phu thấy cái ma khí này là đến từ bí địa Bồng Lai, bên trong có hơn 1000 ma hồn có thể dùng cho lão phu, dùng để phá vỡ đại trận của cậu cũng đủ rồi, uy lực ma hồn có thể nuốt máu, nhưng đến hôm nay một người trong số bọn chúng ai cũng đừng hòng chạy trốn, chịu chết đi. Tuân Bình cất tiếng cười điên cuồng. Sau đó ngay lập tức đánh ra một đòn về phía ma kỳ đang lơ lửng trên không, trầm giọng nói, thiên ma đầu hàng đi. Gào gào. Vô số tiếng quỷ khóc sói gào rú, từ trong ma sát vang lên, loáng thoáng mọi người nhìn thấy một đám bộ mặt dữ tợn giống bộ xương xuất hiện từ trong sát khí, gào giận xông về phía trung tâm đài. Sắc mặt mấy người Tử Tiên lão đầu vô cùng khó coi, muốn đi ngăn cản, nhưng lại có mấy luồng sát khí do đám người đầu lâu khia tụ hội thành, ở đây chỉ có duy nhất bọn họ, hơn nữa còn phải đối mặt với đám người Trần Thiên Hải công kích. Nhóc Xuyên, phải dựa vào cậu rồi, bây giờ Tử Tiên lão đầu chỉ có thể gửi hy vọng ở trên người Dương Bách Xuyên, hy vọng anh có thể bảo vệ mắt trận ở chỗ này, cũng đừng bị Tuân Bình phá thủ hộ trận pháp mở ra con đường. Dương Bách Xuyên không biết bản thân có thể ngăn cản hay không, đây là lần đầu tiên anh phải đối mặt với ma khí, nhất là ma khí đã được dựng trại để nuôi dưỡng hồn ma, nhưng tóm lại vẫn phải cố gắng hết mực mới đúng. Kết trận. Dương Bách Xuyên phân phó một tiếng với 5 người Chiêm Khánh Nhân. Trong nháy mắt 5 người kết thành ngũ hành trận, mỗi người trấn giữ một vị trí, vận chuyển chân nguyên bắt đầu bảo vệ 4 phía mắt trận. Sau một giây có vô số sát khí đầu lâu từ trên trời giáng xuống. Gào. Trong lúc này đột nhiên quỷ khóc thảm thiết, mây đen đè xuống. Ma hồn khí mạnh mẽ hung hăng đánh vào 5 người Dương Bách Xuyên kết thành ngũ hành trận. Ầm ầm. Răng rắc. Phù. Vẻn vẹn chỉ một chút, ngũ hành trận của 5 người Dương Bách Xuyên đã bị ma khí tấn công sụp đổ. Tu vi của Hồ Tiên Nhi hơi yếu phun ra một ngụm máu, nhận được sự tấn công. Cho dù là Dương Bách Xuyên thì trong cơ thể cũng bốc lên một trận khí huyết. Ma khí quá mạnh vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ngay lập tức trong chớp mắt toàn bộ mắt trận bị khí màu đen hừng hực bao vây, ma hồn lực va chạm sư bảo vệ của mắt trận. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên khó coi, lúc muốn đi ngăn cản, lại cảm thấy từng trận choáng váng đau đầu. Trong chớp mắt nội tâm anh nổi lên từng trận phiền não, trong lòng biết đây là ma hồn sát khí đang ảnh hưởng đến tinh thần của mình. Vừa nhìn mấy người Chiêm Khánh Nhân cũng bị như thế, chỉ một đòn không chỉ khiến cho trận pháp của 5 người bọn họ bị phá, mà còn bị ma hồn xâm nhập vào thần hồn. Uy lực ma khí của Tuân Bình này thật sự đáng sợ. Lúc này mấy người Chiêm Khánh Nhân ngồi tại chỗ bắt đầu xua đuổi ma khí trong cơ thể, nếu không diệt trừ không tốt sẽ có nguy cơ bị ma hóa. Tóm lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần là do tinh thần lực không đủ mạnh, chỉ cần có tinh lực mạnh là có thể xua đuổi ma khí rất nhanh, đối với Dương Bách Xuyên mà nói tuy rằng khó chơi một chút, nhưng vẫn có biện pháp đối phó với kẻ địch. Càn khôn tạo hóa quyết của anh chứa rất nhiều dương khí, được xưng là luyện hóa vạn vật cũng không phải là ăn chay, nhưng mà phải cần một chút thời gian. Sau khi vận chuyển công pháp trong cơ thể, khi thúc dục chân khí luyện hóa tiến vào trong cơ thể ma khí. Mà lúc này anh chủ yếu vẫn lo lắng cho mắt trận, cứ tiếp tục như vậy nói không chừng ngay cả thủ hộ của mắt trận sẽ bị ma khí phá vỡ rất nhanh, hiện tại chỉ có thể hy vọng mắt trận đừng yếu ớt quá. Mà ngay khi Dương Bách Xuyên luyện hóa ma khí trong cơ thể, sau lưng đột nhiên bị đánh lén. Cẩn thận, Tử Tiên lão đầu hô một tiếng. Dương Bách Xuyên nghe xong vội vàng tránh né, trong dư quang lại nhìn thấy vẻ mặt âm hiểm của Trần Trầm Hương, bắn về chỗ này của anh. Trần Trầm Hương bị mấy người Chiêm Khánh Nhân vây công cũng không bị giết chết, là bởi vì anh ta có xương ma hùng, năng lực phòng thủ vô cùng mạnh, hơn nữa sức mạnh cũng vượt qua người thường. Sau khi 5 người Dương Bách Xuyên đi bảo vệ mắt, mấy người mới buông tha vây công anh ta, hiện tại cũng là cơ hội chuẩn xác, đến đánh lén Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên và Chiêm Khánh Nhân đều bị ma hồn khí quấy nhiễu tinh thần tạo cơ hội cho Trần Trầm Hương đánh lén. Nếu như một phát súng này mà nổ ra, vô cùng xảo quyệt và bá đạo,
đây là muốn một phát có thể giết chết mạng nhỏ của Dương Bách Xuyên, không chết cũng phải tiễn Dương Bách Xuyên đi nửa cái mạng. Một phát đánh lén này đã được Trần Trầm Hương tính toán tỉ mỉ qua, tuy bản thân Dương Bách Xuyên tự mình phát hiện hơn nữa lại được tổ tiên lão đầu nhắc nhở, vội vàng tránh né, nhưng chuẩn bị lại chậm một bước. Lúc tránh né, một phát súng của Trần Trầm Hương đã đến ót, Dương Bách Xuyên rõ ràng cảm giác được hàn ý lạnh như băng từ súng dài của Trần Trầm Hương truyền đến, so với toàn thân, lông tơ toàn thân anh đều đứng ngược. Muốn chết, Dương Bách Xuyên kêu rên ở đáy lòng. Chi? Nhưng mà đúng lúc này, trong tai Dương Bách Xuyên vang lên giọng nói quen thuộc của Điêu Nhi. Trong phút chốc đã thấy Điêu Nhi bay ra đâm vào khẩu súng dài của Trần Trầm Hương. Chi chi? Rầm rầm. Ngay sau đó là tiếng hầu đậu đậu cùng tiếng kêu của Vượng Tử lần lượt vang lên. Ba con linh thú từ một bên vọt ra bảo vệ chủ nhân. Linh thú trung thành thường thể hiện ở loại thời điểm này, cho dù kẻ địch có mạnh đến đâu, cho dù là chết, bảo vệ chủ nhân cũng là trách nhiệm thứ nhất, chưa bao giờ lo lắng. Hú hồn một phen về phát súng, thì bị Điêu Nhi bay lên dùng thân thể đâm vào khẩu súng dài của Trần Trầm Hương, khiến Dương Bách Xuyên thoát khỏi một kiếp nạn. Nhưng tóm lại Điêu Nhi vẫn là một con non, còn chưa tiến hóa đến cấp mạnh. Mà khẩu súng dài của Trần Trầm Hương không phải là vật thường, sao có thể dễ dàng bị thân thể Điêu Nhi đâm vào được. Trong nháy mắt tuy rằng Điêu Nhi đã cứu Dương Bách Xuyên nhưng lại bị uy lực cực lớn của khẩu súng dài của Trần Trầm Hương đánh bay, mà phương hướng Điêu Nhi bắn về chính là trong ma khí dày đặc ở trong mắt trận. Hơn nữa ở phía sau Điêu Nhi là hầu đậu đậu và vượng tử, trước sau nhào về phía Trần Trầm Hương. Điêu Nhi. Cả người Dương Bách Xuyên run rẩy. Anh không biết Điêu Nhi rơi vào trong ma khí sẽ như thế nào. Trong nháy mắt tròng mắt đều đỏ đến kinh người. Trần Trầm Hương ông đây giết ngươi. Dương Bách Xuyên gào giống một tiếng, dứt khoát không quản ma khí trong cơ thể, dây xích chói yêu trong tay trở nên nhọn hơn, đâm về phía Trần Trầm Hương. Cũng vào giờ phút này, Trần Trầm Hương hừ lạnh phất tay đánh bay hầu đậu đậu và vượng tử, ngay lập tức hầu đậu đậu và vượng tử kêu thảm thiết bị đánh bay ra thật xa. Trong tai vang lên tiếng gầm giận dữ của Dương Bách Xuyên, Trần Trầm Hương cũng hoảng sợ, anh ta vừa thấy hai mắt Dương Bách Xuyên sung huyết, hào quang trong tay lóe ra. Sau một giây ánh sáng chợt lóe, Trần Trầm Hương chỉ cảm giác được ngực mình đau đớn. Ngay lúc chết thì phát hiện thân thể của anh ta bị xích trong tay Dương Bách Xuyên đâm thủng, còn Dương Bách Xuyên thì cũng mất đi ý thức. Trong cơn giận dữ, Dương Bách Xuyên vì linh thú mà dùng xích chó yêu đánh chết Trần Trầm Hương. Hi hi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dây xích chó yêu lấy được thu hoạch từ trong cơ thể Trần Trầm Hương. Trần Trầm Hương ngã xuống đất, Dương Bách Xuyên cũng không nhìn thấy anh ta. Dưới chân vừa động thì tia chớp cũng vừa xuất hiện, xông về phía hầu đậu đậu và vượng tử bị đánh bay ra. Đến bên cạnh hai linh thú, Dương Bách Xuyên phát hiện khóe miệng của vượng tử và hầu đậu đậu đều hộc máu, thương thế rất nặng, xương cốt toàn thân đều đứt từng đoạn. Không kịp nghĩ tới liền đưa hai giọt nước sinh mệnh cho hai linh thú ăn, trước tiên cần phải giữ lại tính mạng cho hầu đậu đậu và vượng tử quan trọng hơn, chỉ cần không chết ngay lập tức, có tác dụng của nước sinh mệnh, thì dù thương thế có nặng như thế nào đều có thể khôi phục. Trong lòng vừa nghĩ đã đưa hầu đậu đậu và vượng tử vào trong không gian của bình càn khôn. Ngay sau đó dưới chân anh khẽ động, vọt tới trung tâm mắt trận, còn không biết điều như thế nào. Trong lòng rất sốt ruột. Nhưng mà đúng lúc này, bên cạnh anh xuất hiện một lượng lớn ma hồn khí, hơn mười mấy bộ xương khô vây quanh anh. Lão bất tử Tuân Bình. Sát ý trong lòng Dương Bách Xuyên càng ngày càng đậm, hai mắt càng ngày càng đỏ, anh không biết là ma hồn khí trong cơ thể đã ảnh hưởng đến tinh thần của bản thân. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên chỉ có sát ý, trong lý trí chỉ có mỗi mục đích đó là phải giết chết Tuân Bình, hắn ta mới là người khống chế ma hồn. Trích tinh thủ. Lao nguyệt thủ. Thâu thiên. Trong nháy mắt Dương Bách Xuyên thi triển ra ba chiêu thông bích viên hầu thiên phú thần thông. Bốn chiêu thứ ba thâu thiên thủ thi triển trước mặt, nhưng sau khi tìm hiểu ở trong không gian hạt sen, sau đó anh mới thi triển ra ngoài. Trong nháy mắt chân khí trong cơ thể bị rút khô. Trong lòng Dương Bách Xuyên vừa nghĩ đã lấy ra trên người một viên đan thiên nguyên cuối cùng, còn lại hai cái đan niết bàn. Trong lòng chỉ muốn bổ sung chân khí, anh muốn giết Tuân Bình, phá vỡ những thứ ma hồn khí này. Còn muốn tìm ra Điêu Nhi,
Điêu Nhi bị Trần Trầm Hương đánh bay vào trong trận, cũng bay vào trong ma hồn. Sống chết chưa biết. Ba chiêu thần thông chi thủ, thi triển ra, đánh về phía ma hồn khí đang vây công anh. Ầm ầm. Gào gào. Thân thể nặng nề vang vọng khắp đài sen, chấn động thật lớn xuất hiện, toàn bộ đài sen đều run rẩy. Còn vang lên từng tiếng hoảng sợ từ trong lượng lớn ma khí. Vốn dĩ bên trên đài sen trống rỗng ảm đạm không có chút sáng nào, bị Dương Bách Xuyên dùng ba chiêu thần thông chi thủ, cứng rắn xé rách, lộ ra ánh sáng. Cũng không phải vào lúc này, anh một hơi nuốt ba viên đan dược, trong cơ thể bộc phát linh khí mạnh mẽ, quanh thân hội tụ toàn là thiên địa linh khí. Không tốt, tiểu tử này xé rách ma hồn trận pháp lão phu, phòng lão đầu ngươi Tuân Bình kinh hãi quát về phía thần tông phòng học. Sắc mặt phòng học lệnh khó coi nói, rất không tốt, trong lúc đột phá, chúng ta chắc chắn phải liên thủ, phá hủy mắt trận. Thừa dịp còn uy lực của ma trận, chúng ta cùng nhau động thủ. Trần Thiên Hải cũng sốt ruột. Khí thế trên người Dương Bách Xuyên không ngừng tăng lên, trong cơ thể phát ra từng tiếng đồm đột, toàn thân chấn động. Tại khoảnh khắc này anh đã đột phá lên kim đan kỳ. Hoặc có thể nói là kim đan chuẩn. Trước khi chưa vượt qua thiên kiếp kim đan thì đều là cảnh giới kim đan chuẩn. Chuyện đột phá này đã nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên. Từ khi còn ở trong động Hắc Liên, ý thức của anh tiến vào không gian hạt sen, anh đã lĩnh ngộ được cảnh giới tu vi lên đến cảnh giới kim đan chuẩn rồi. Hiện tại một hơi nuốt hết ba viên thuốc trung đan, hơn nữa cảm xúc lại còn đang kích động. Thực lực tăng lên thành kim đan chuẩn rõ là chuyện đương nhiên. Cuối cùng anh cũng đứng trên cùng một vạch xuất phát với mấy lão quái vật võ cổ hư cảnh này rồi. Nhưng không hề nghi ngờ, khi ở cùng một cấp bậc thì thực lực của một tu chân giả như Dương Bách Xuyên hoàn toàn đè ép mấy lão quái vật này. Giờ phút này ở trong mắt đám người Trần Thiên Hải, chuyện Dương Bách Xuyên đột phá chính là một biến cố lớn đối với bọn họ, bởi vì bên phe cánh của Lôi Đình sẽ có thêm một cao thủ hư cảnh. Vì vậy Trần Thiên Hải và những người khác bắt đầu trở nên lo lắng, chuẩn bị lợi dụng ảnh hưởng sức mạnh từ ma trận của Tuần Bình, cưỡng ép phá bỏ mắt trận, nhờ đó thông đạo Sơn Hải sẽ mở ra. Ma trận và ma hồn của Tuần Bình có ảnh hưởng đến tất cả mọi người, khiến đám người bên phe Tửu Tiên lão đầu phải bó tay bó chân. Một mặt vừa phải dè chừng đối thủ, mặt khác còn phải chống lại sự ảnh hưởng của ma khí đối với tâm trí mình. Bởi Trần Thiên Hải cũng nghĩ đến điểm này nên ông ta mới lập tức hô hoán tấn công mấy người phe kia mãnh liệt. Bọn họ đều biết chuyện Dương Bách Xuyên đột phá chính là một biến số cực lớn. Vốn dĩ cao thủ hai bên có thế lực ngang nhau, điều sầu não ở đây là cái tên quái thai Dương Bách Xuyên này vừa ra tay đã giải quyết xong lão tổ của Miêu Trại. Hiện tại còn đột phá nữa chứ, đây là biến lớn, biến số đánh nghiêng cán cân. Trong nháy mắt, Trần Thiên Hải vừa mới nói xong. Trong tay phòng học lệnh phái thần tông đã xuất hiện 9 tấm phù chú. Bất kể là ma khí trong tay Tuần Bình hay là 9 tấm phù chú ở trong tay phòng học lệnh, đều là thứ giúp bọn họ cưỡng ép mở ra thông đạo Sơn Hải lần này. Có thể nói là bỏ vốn gốc. Phòng học lệnh đang thúc giục phù chú trong tay, bỗng nhiên làm nổ cả 9 tấm phù chú, ném vào trung tâm của mắt trận. Cửu Thiên Lôi phù trận, phòng học lệnh gầm lên với vẻ mặt dữ tợn. 9 tấm phù chú trong tay ông ta chính là phù chú do cường giả đã vượt qua cấp bậc hư cảnh luyện chế. Để có được 9 tấm phù chú này, thần tông của ông ta đã phải hy sinh hơn chục đệ tử tiên thiên, đó cũng là thứ đã lấy được từ bí địa Bồng Lai. 9 tấm phù chú chính là một bộ trận pháp Cửu Thiên Lôi phù trận, không ai có thể ngăn cản nó, đủ để nổ tung mắt trận mở ra thông đạo Sơn Hải. Trong giây phút 9 tấm phù chú nổ tung, nó phát ra hơi thở mạnh mẽ đến mức khiến con người ta hít thở không thông, hủy diệt trời đất. Mà bốn người bao gồm Trần Thiên Hải, lão tổ của Thanh Thành, Tuần Bình và lão tổ của Mật Tông cũng đều nhắm vào trung tâm mắt trận, đánh ra chiêu tấn công mạnh nhất của từng người. Sắc mặt của Tửu Tiên lão đầu và những người khác lập tức tái nhợt. Đối mặt với cảnh tượng phòng học lệnh cho nổ 9 tấm phù chú trong nháy mắt, bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc đứng nhìn. Mọi người đều biết không thể ngăn cản được, 9 tấm phù chú thật sự quá mạnh, không ai có thể ngăn lại nó. Cao thủ quyết đấu hết thảy đều có thể hoàn thành chỉ trong chớp mắt. Trần Thiên Hải và những người khác ra tay rất nhanh. Dù là Dương Bách Xuyên thì cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Nhưng mà hai mắt anh lại ứa máu. Bởi vì chồn nhỏ vẫn còn đang ở trong mắt trận,
nếu chín tấm phù chú của phòng học lệnh phát nổ, vậy mạng nhỏ của bé Trồn khó mà giữ được. Ầm 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 đùng. Răng rắc răng rắc. Cuối cùng chín tấm phù chú cũng đã nổ tung. Toàn bộ không gian đài sen tràn ngập tiếng sấm và tia chớp. Tất cả mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Trồn nhỏ, Dương Bách Xuyên sợ hãi gào thét. Anh không màng đến sức mạnh của sấm sét, bước thẳng ra ngoài sông về phía phòng học lệnh, sát ý khôn cùng đánh ra một kích trích tinh thủ đối với phòng học lệnh. Phòng học lệnh đang đắc ý không ngờ rằng Dương Bách Xuyên chẳng màng tới sức mạnh của 50 cột sấm sét, lại vung một cú chảo thoăn thoắt chớp nhoáng về phía ông ta. Ban nãy ông ta đã thấy được ba cú thủ chảo của Dương Bách Xuyên khủng bố tới cỡ nào, chúng đã cứng rắn xé rách ma trận của Tuần Bình. Bởi thế khi Dương Bách Xuyên vùng một chảo tới, ông ta hoàn toàn không dám chống chọi, nhanh chóng lui về phía sau. Mà cùng thời khắc đó, toàn bộ đài sen bắt đầu rung chuyển. Trước đó nó đã hứng chọn ba kích thần thông chi thủ liên tiếp của Dương Bách Xuyên, đài sen vốn đã rung chuyển rồi, hiện tại lại bị chín tấm lôi phù của phòng học lệnh tạc nổ và đám người Trần Thiên Hải công kích bằng toàn bộ lực lượng, giờ phút này bên trên đài sen giống như xảy ra động đất vậy. Tất cả mọi người bị rung đến đứng không vững. Hai mắt Dương Bách Xuyên đỏ bừng, không quan tâm gì hết mà chỉ đăm đăm đuổi giết phòng học lệnh. Ở trong lòng anh thì khả năng Trồn nhỏ có thể sống sót trước chín tấm lôi phù của phòng học lệnh và sự tấn công của đám người Trần Thiên Hải là không cao. Đối mặt với năng lượng khổng lồ bùng nổ, anh không kịp xông vào mắt trận để cứu Trồn nhỏ, hiện tại lại mang theo sát ý khôn cùng bắt đầu giết người. Sau khi thực lực đột phá, tu vi của Dương Bách Xuyên đã tăng lên một tầng. Đột phá cảnh giới kim đan chuẩn đã mang đến cho anh khí thế cường đại, xua tan đống ma khí đã chui vào trong cơ thể trước đó. Mà phòng học lệnh cũng bắt đầu cảm thấy tê dại ra đầu, khi ông ta phát hiện mình hoàn toàn không thể tránh né một chảo này của Dương Bách Xuyên thì lập tức hạ quyết tâm thúc dục chân nguyên toàn thân, ông ta gầm lên một tiếng nắm chặt tay thành nắm đấm đón nhận một kích của Dương Bách Xuyên. Dầm. A. À. Phòng học lệnh lập tức kêu thảm thiết, ông ta đã coi thường thực lực của Dương Bách Xuyên. Khi một quyền của ông ta gặp phải một tay được ngưng kết bằng chân khí của Dương Bách Xuyên, lại là bỗng nhiên bị nắm chặt. Thật lớn lực lượng bùng nổ chung, hắn cánh tay trái bị Dương Bách Xuyên ngạnh sinh sinh xé đoạn, tức khắc kêu thảm thiết. Ngay sau đó phòng học lệnh hoảng sợ thét chói tai, không. Ông ta phát hiện ra rằng một kiếm của Dương Bách Xuyên đã xuất hiện ngay trên ngực ông ta. Phụt. Một cảm giác lạnh thấu tim. Cùng với cơ thể bị một lực lượng khổng lồ né nát. Phòng học lệnh đã chết. Kiếm đầu long trong tay Dương Bách Xuyên vung lên chém phòng học lệnh thành hai nửa. Lúc này đám người Trần Thiên Hải đều thay đổi sắc mặt, bọn họ đều đã chứng kiến trọn cảnh Dương Bách Xuyên chém chết phòng học lệnh chỉ trong nháy mắt, cả một đám bắt đầu kiêng kỵ trong lòng. Mà ngay trong thời khắc này, toàn bộ mắt trận vang lên một tiếng động thật lớn. Ầm ầm. Gió to thổi đến từ trong hư không, ma khí trên toàn bộ đài sen đều bị gió mạnh thổi bay không còn chút gì. Lúc này ma khí quấn quanh người Tử Tiên lão đầu và những người khác cũng lập tức tiêu tán. Ngay khi hai bên đang chuẩn bị liều mạng với nhau, một tiếng thủy tinh vỡ vụn vang vọng. Răng rắc. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn về phía mắt trận ở trung tâm đài sen. Chỉ thấy bên trong mắt trận có những dòng phù văn đang chuyển động rất nhanh, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được một cái kết giới màu trắng ngà đã xuất hiện, nhưng ở trên đó lại có một vết nứt. Tử Tiên lão đầu chua xót, chung quy vẫn bị mở ra. Mà trong mắt của Trần Thiên Hải và những người khác lại lấp lánh ánh sao. Dương Bách Xuyên chỉ đăm đăm tìm kiếm bóng dáng Trồn nhỏ, cũng may anh thấy được bên trên bộ lông màu vàng của Trồn nhỏ đều là vết máu, nhưng may là vẫn còn hơi thở. Anh vội vàng lắc mình muốn đến bên cạnh Trồn nhỏ, nhưng ngay tại giây phút này. Toàn bộ tế đàn ầm ầm rung động. Răng rắc. Lần này kết giới trên mắt trận đã hoàn toàn vỡ tan, tiêu tán. Ngay sau đó tiếng thủy tinh vỡ vụn không ngừng vang lên liên tiếp. Răng rắc. Răng rắc răng rắc. Toàn bộ đài sen đều rung chuyển, thân thể Dương Bách Xuyên nghiêng ngả suýt chút nữa bị lắc ngã, anh đành phải dừng lại. Lúc này mọi người đều phát hiện trên đài sen khổng lồ xuất hiện những vết nứt giống như mạng nhện và nó đang không ngừng lan rộng. Không ổn rồi. Tế đàn đài sen sắp sập rồi, mọi người đi mau. Tử Tiên lão đầu vội vàng lên tiếng ra hiệu cho Dương Bách Xuyên và những người khác rút lui.
mà sắc mặt của đám người Trần Thiên Hải lại bắt đầu trở nên khó coi, tuy rằng bọn họ đã thành công tạc nổ mắt trận mở ra thông đạo Sơn Hải, nhưng hiện tại toàn bộ tế đàn Đài Sen lại sắp sập rồi. Bản thân thông đạo Sơn Hải nằm ở ngay bên trên Đài Sen khổng lồ, một khi Đài Sen sụp đổ, cũng có nghĩa là thông đạo Sơn Hải sẽ bị phá hủy. Đây cũng không phải là điều mà bọn họ muốn thấy. Mục đích của mấy người bọn họ là đi đến Sơn Hải giới, hoặc là làm cho người bên Sơn Hải giới đến đây. Hiện giờ Đài Sen bị sập, thông đạo bị hủy, giấc mơ này cũng tan thành mây khói. Nhìn Dương Bách Xuyên hận đến ngứa răng nhưng lại không thể làm gì được, Trần Thiên Hải biết là ba kích thần thông trước đó của Dương Bách Xuyên cộng thêm 9 tấm phù chú của phòng học lệnh và một kích toàn lực của bọn họ, đã tạo thành áp lực khổng lồ mà tế đàn Đài Sen không thừa nhận được, nên giờ nó mới có thể như thế. Hiện tại toàn bộ trận pháp trên tế đàn Đài Sen đều đã bị phá hủy, không bị sập mới là lạ. Tử Tiên lão đầu dùng hết sức giống lên một tiếng xong. Toàn bộ tế đàn Đài Sen cuối cùng cũng sụp đổ. Ầm ầm ầm. Tế đàn Đài Sen dài gần 100 mét chia 5 xẻ 7 chỉ trong nháy mắt. Nổ tung. Mà khi tế đàn Đài Sen đang nổ tung, một sức mạnh xé toạc khổng lồ nổi lên từ vị trí mắt trận lúc trước, tưởng như là vòi rồng vậy. Không một ai may mắn thoát khỏi việc bị sức mạnh xé toạc khổng lồ này cuốn đi trong nháy mắt. Thân thể của Dương Bách Xuyên không tự chủ mà bay lên, anh chỉ cách chồn nhỏ có vài mét, lúc đang định bắt lấy chồn nhỏ thì chồn nhỏ cũng bị cuốn lên, rồi sau đó trực tiếp biến mất bên trong gió lốc. Dương Bách Xuyên ở giữa không trung nhìn thấy Đài Sen vỡ tung, sức mạnh khổng lồ xé toạc bầu trời truyền ra từ Đài Sen. Kiến thức tu chân trong đầu nói cho anh biết, đây là sức mạnh không gian. Ngẫm lại thấy cũng phải, thông đạo Sơn Hải vốn chính là không gian truyền tống đại trận. Có sức mạnh không gian xuất hiện cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Dương Bách Xuyên kinh hãi chính là, hiện tại thông đạo Sơn Hải đã bị hủy, sức mạnh không gian xuất hiện không ổn định, bởi vậy mới hình thành lực lượng không gian gió lốc. Ở trong mắt anh, tất cả mọi người đều bị cuốn vào bên trong không gian gió lốc, không phải trực tiếp bay lên mà là xoay tròn rơi xuống. Giờ khắc này, toàn bộ trời đất mây gió trong bí địa đều biến sắc, vô số không gian gió lốc nổi lên. Vừa cuốn một phát là cả một phương biến mất, rất có khả năng tế đàn Đài Sen chính là trung tâm của tiểu thế giới. Hiện giờ tế đàn Đài Sen bị hủy, toàn bộ tiểu thế giới đều sắp sụp đổ, nơi nơi đều là không gian gió lốc. Vào khoảnh khắc cơ thể của Dương Bách Xuyên chìm xuống, ánh mắt xéo qua đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Thu Nhi, hai người bọn họ lại đang ở dưới đáy Đài Sen, cũng không biết chuyện này là sao. Từ chương sau Nam Chính Xuyên đến thế giới tu chân cổ đại nên đổi ngôi ba từ anh thành hắn nhé. Dương Bách Xuyên rất muốn trò chuyện với Thu Nhi và nhị đồ đệ, hỏi hai người bọn họ một chút. Nhưng mà ngay sau đó, ý thức anh đã chìm vào bóng tối. Khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại lần nữa, hắn nhận ra mình đang nằm ở trong một dòng suối nhỏ trong khe núi, toàn thân đều là bùn đất. Sau khi ngồi dậy, hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Núi non xanh ngắt. Vạn dặm không mây. Hít sâu một hơi mà lỗ chân lông toàn thân đều có thể giãn hết ra, sảng khoái cả người. Linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, không hề có chút tạp chất nào. Ngay lúc đó, toàn thân hắn run lên, một suy nghĩ không ổn lắm nảy lên trong đầu hắn. Đột nhiên hắn nghĩ đến, nơi này, hẳn đã không phải là địa cầu nữa. Sự khác biệt về môi trường vô cùng rõ ràng. Không có nơi nào ở địa cầu có thể có chất lượng không khí khiến người ta vừa hít sâu một hơi đã giãn hết cả lỗ chân lông như thế này. Càng không có nơi nào có linh khí thiên địa tinh khiết nồng đậm đến như vậy được. Nếu nói linh khí thiên địa của địa cầu là một ao nước đục, thì linh khí thiên địa của nơi này chính là sông nhỏ TH hắn mát trong suốt, chứa vô hạn sức sống và sinh cơ. Hắn hồi tưởng lại trong đầu, cuối cùng khi không gian gió lốc nổi lên ở tế đàn Đài Sen tại bí địa Trường Bạch. Tất cả mọi người trên tế đàn đều bị cuốn vào trong không gian gió lốc. Vào giây phút cuối cùng, hắn còn nhìn thấy nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Thu Nhi. Hai người bọn họ xuất hiện trong không gian gió lốc sau khi hai tế đàn Đài Sen sụp đổ. Điểm này khiến Dương Bách Xuyên nghĩ đến, lúc trước nhị đồ đệ Vương Tông Nhân bị Miêu Long của Miêu Trại đánh xuống vực sâu nơi vách đá, sau đó Thu Nhi đi cứu Vương Tông Nhân. Sau đó cũng vì cứu hai đồ đệ là Độc Cô Hối và Võ Kiếm mà hắn đã nhảy xuống vực sâu của vách núi. Tuy nhiên bọn họ lại hoàn toàn không tìm được bóng dáng của nhị đồ đệ và Thu Nhi ở dưới đáy vực sâu.
dưới đáy vực sâu chỉ có đại trận lôi điện bao phủ, dựa theo lời sư phụ Vân Thiên Tà nói khi đó thì là trận pháp cổ xưa, vách núi vốn cùng là một thể với núi Trường Bạch. Mà bí địa Trường Bạch có hàng trăm hàng ngàn trận pháp liên hoàn, dựa theo suy đoán của sư phụ thì lúc ấy không tìm được nhị đồ đệ và Thu Nhi là do họ đã tiến vào trong trận pháp giấc ngủ. Hiện tại, xem ra hai người bị truyền tống vào trong bí địa Trường Bạch, do tế đàn đài sen sụp đổ nên cuối cùng lại xuất hiện ở trong không gian gió lốc. Nghĩ như vậy, chẳng phải khả năng cao là nhị đồ đệ, Thu Nhi và tất cả mọi người trên tế đàn đài sen đều đã tiến vào nơi này hay sao? Như vậy nơi này là đâu? Sơn Hải giới ư? Đã vậy thì có lẽ chồn nhỏ vẫn còn sống. Mấy người Mai Thi Dĩnh, Chiêm Khánh Nhân, Tử Tiên Lão Đầu cũng như vậy. Cũng có khả năng là toàn bộ không gian của bí địa Trường Bạch đã sụp đổ, có lẽ tất cả mọi người ở trong bí địa đều đã tiến vào Sơn Hải giới. Có khả năng mấy người như Đại Đồ Đệ Độc Cô Hối, Tam Đồ Đệ Võ Kiếm, Thiên Tuyệt của Võ Đang cũng bị không gian gió lốc cuốn vào nơi này. Đương nhiên đến tột cùng có phải hay không thì cần Dương Bách Xuyên đi chứng thực. Dù sao nếu trước mắt xem ra thì bốn phía sơn cốc hắn đang ở không có bất kỳ ai cả. Dương Bách Xuyên biết rõ việc này rất cấp bách, hắn phải mau chóng đi tìm những người khác, đi bốn phía tìm xem đến tột cùng có phải họ đã đến Sơn Hải giới rồi hay không. Hay là bọn họ bị gió lốc cuốn đến một nơi khác núi Trường Bạch. Nửa giờ sau, Dương Bách Xuyên đi ra khỏi sơn cốc, hắn đã chạy khắp trong phạm vi ba dặm rồi như không nhìn thấy bóng người nào. Đừng nói đến chuyện tìm thấy bọn Mai Thi Dĩnh hay Tử Tiên Lão Đầu, đến cả kẻ thù cũng không tìm nổi một ai. Nhưng Dương Bách Xuyên đã có thể xác định được một điều, chắc chắn nơi này không phải là địa cầu. Trong phạm vi ba dặm đều hiện rõ hơi thở nguyên thủy của thời hoang cổ. Ở trên địa cầu căn bản không có môi trường nào như vậy cả. Nguyên nhân Dương Bách Xuyên có thể xác định nơi này không phải địa cầu là bởi hắn đã phát hiện ra những yêu thú mình chưa từng gặp. Từ yêu thú cỡ lớn đến những yêu thú cỡ lớn mà hắn không gọi được tên, đây đều là những mãnh thú hắn chưa từng trông thấy trong thế giới động vật. Việc không tìm được người quen nào khiến Dương Bách Xuyên có chút bực bội. Sau khi ra khỏi sơn cốc, hắn nhìn thấy một bình nguyên bát ngát mênh mông vô bờ. Xung quy hắn đều rất hoang vắng, không biết mình đang ở đâu, hắn bèn dứt khoát lựa chọn một phương hướng để đi. Vừa nhấc chân một cái, hắn khởi động chỉ xích thiên nhai công và bắt đầu hành tẩu khắp nơi. Sau khi chạy như điên trong suốt một giờ, Dương Bách Xuyên chợt thấy sự xuất hiện của một tòa thành trì. Từ xa có thể thấy đó là một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ. Như thể một con sư tử đang yên lặng nằm trên mặt đất vậy. Khi nhìn thấy tòa thành cổ xưa này, lòng Dương Bách Xuyên không hề vui mà thậm chí còn trùng hẳn xuống. Chỉ có thành phố điện ảnh ở địa cầu mới có thành trì cổ xưa như vậy thôi, nhưng nơi đó cũng không có tòa thành nào lớn như vậy, cũng không thể nằm ở nơi như thế này. Đường dưới chân hắn không phải đường xi măng mà lại là đường làm bằng những phiến đá xanh lớn. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy rằng đây không phải là địa cầu. Mẹ nó, mình còn chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu. Dương Bách Xuyên kêu rên một tiếng trong lòng. Không chuẩn bị và hiện thực là hai việc hoàn toàn khác nhau, đã đến đây rồi thì bây giờ hắn cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Nếu đây đúng là Sơn Hải giới thì hắn cũng chỉ có thể chấp nhận số phận, trước hết là bình tĩnh lại và hỏi thăm tình huống cho tốt. Sau đó tìm kiếm chồn nhỏ và bọn Mai Thi Dĩnh, sau đó hắn muốn quay về địa cầu, hắn còn có rất nhiều việc chưa làm. Không thể xuất hiện ở Sơn Hải giới được. Hắn muốn tới Sơn Hải giới, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất còn phải thu xếp chuyện trong nhà cho tốt đã, hắn vẫn chưa kết hôn để hoàn thành tâm nguyện của bà, vẫn chưa dẫn bà và em gái đi sa mạc Tây Vực để tế cha mẹ, em gái vẫn còn phải vào đại học, ba đồ đệ. Có rất nhiều chuyện vướng bận hắn chưa hoàn thành xong. Mang theo một chút hoảng loạn, Dương Bách Xuyên bước chậm lại và đi từng bước một đến thành trì trước mắt. Khi càng ngày càng đến gần thành trì, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng thấy rõ đó là một tòa thành cao vô cùng, có sông đào bảo vệ thành và có cả tường thành nữa. Tường thành kéo rất dài, mãi mà không nhìn thấy điểm cuối, thể hiện rằng tòa thành này rất lớn. Hắn cũng trông thấy lính gác mặc khôi giáp ở cổng thành. Thỉnh thoảng lại có vài người ra vào cổng thành, nhưng hình như tất cả đều phải trả lời câu hỏi binh lính đặt ra mới có thể cho đi. Khi đi vào phạm vi 10 mét, lòng Dương Bách Xuyên trùng hẳn xuống.
hắn phát hiện ra binh lính gác cửa thành đều là người tu chân, hơn nữa tu vi của binh lính đều là trúc cơ kỳ. Phía trên cổng thành có viết ba chữ phồn thể lớn, thành chiêu giao. Dương Bách Xuyên thu bớt hơi thở tu vi của mình vào, nhìn qua thì như là một người có tu vi trúc cơ sơ kỳ. Sau đó, hắn bất chấp đi về phía cổng thành. Đứng lại! Một tiếng hét lớn vang lên, binh lính gác cổng thành đều vây quy hắn Dương Bách Xuyên trong nháy mắt. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn không nghĩ ra tại sao những binh lính đó lại bao vây mình. Ngươi, là ai? Ngọc Điệp đâu? Một người trung niên hỏi Dương Bách Xuyên. Một dạng ngọc để chứng minh thân phận thời cổ. Trong mắt Dương Bách Xuyên, người này có tu vi trúc cơ tầng 9. Lòng hắn đắng chát, một người hiện đại như hắn mẹ nó nào có ngọc điệp cơ chứ? Chứng minh thân phận thì có, nhưng mấu chốt là nơi này của các người có biết đến nó không? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn vẫn nhìn vị tướng quân trung niên kia và đáp, vị tướng quân này, ta đến từ nơi khác, trên người không có ngọc điệp, tại hạ là Dương Bách Xuyên, là người Hoa Hạ. Não nảy số, Dương Bách Xuyên bịa đặt cho mình một thân phận. Người Hoa Hạ, toàn bộ địa hạt Đại Sơn không có châu nào tên Hoa Hạ cả, hay ngươi đến từ hải ngoại? Tướng quân đó hỏi. Hải ngoại ư? Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc, ngay sau đó gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta tới từ hải ngoại xa xôi. Dù sao đều nằm trong phạm vi bịa nên cứ dựa theo lời vị tướng quân này nói tiếp là được. Nhưng sau đó Dương Bách Xuyên lại ngây ra. Vậy ngươi chính là gian tế, bắt lấy. Sắc mặt vị tướng quân đó biến đổi ngay lập tức, ông ta hét lớn một tiếng. Nháy mắt trên cổ Dương Bách Xuyên đã bị kề mấy binh khí. Ta không phải, các ngươi nhầm rồi, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt. Ít nói nhảm đi, ăn mặc quái dị, ngươi chính là gian tế của phiên bang, hừ. Tên tướng quân này hừ lạnh ngắt lời không cho Dương Bách Xuyên nói tiếp. Dương Bách Xuyên cười khổ. Hắn ăn mặc quần áo hiện đại thật, đó là một bộ quần áo thường ngày thoải mái nên không hợp với trang phục cổ đại của những người ở đây. Khó trách tại sao người ta lại ngăn mình lại và coi mình như gian tế. Vốn dĩ dựa theo tu vi của mấy người này, hắn phản kháng dễ như trở bàn tay. Nhưng ngẫm lại thì hắn đang ở một nơi xa lạ và không quen với bất cứ điều gì, rốt cuộc hắn có đang ở Sơn Hải giới hay không đều không chắc chắn. Cho nên cứ thuận theo tự nhiên rồi xem xét tình huống. Đến lúc đó chờ biết rõ tình hình thế nào rồi nói sau. Mang đi. Vị tướng quân vung tay lên sai người áp giải Dương Bách Xuyên đi. Hắn đã vào được thành trì này, nhưng lại bị áp giải đi vào. Đi suốt một đường, Dương Bách Xuyên chỉ nhìn thấy những kiến trúc cổ kính, quán trà, tửu điếm, cửa hàng cổ đại san sát nhau. Thành chiêu giao vô cùng lớn. Nửa giờ sau, hắn bị đưa tới một tòa nhà giam. Tướng quân trung niên trực tiếp soát người hắn một lượt. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta cũng chỉ lục soát ra 59 tệ trong túi hắn chứ không lục soát ra được gì nữa. Tất cả đồ của hắn đều nằm trong bình càn khôn, mà đồ án bình càn khôn lại dung hợp ở trên cánh tay, người không biết sẽ tưởng đó là hình xăm. Nghèo kiết hủ lậu, hứ. Sau khi mắng một tiếng, ông ta ném cho Dương Bách Xuyên một bộ quần áo, là một bộ quần áo tù nhân. Dương Bách Xuyên ở cười khổ thay đồ, chưa bàn đến chuyện cảm giác này rất mới mẻ, ở địa cầu hắn chưa từng ngồi tù bao giờ, nhưng có thể trải nghiệm một phen ở chỗ này. Đương nhiên lúc này hắn vẫn không có phản kháng như cũ, thứ nhất là vì muốn nghe ngóng tin tức. Thứ hai là không dám phản kháng. Vừa rồi khi tiến vào, hắn cảm giác được có ít nhất ba luồng hơi thở hùng mạnh ở khắp nhà giam, có lẽ là cao thủ có tu vi kim đan kỳ. Trước khi chưa biết rõ tình hình, Dương Bách Xuyên không định hành động thiếu suy nghĩ. Ngay sau đó, quản ngục đẩy mạnh Dương Bách Xuyên vào một phòng giam u ám và dầm một tiếng khóa cửa lao lại. Khi Dương Bách Xuyên đi vào, một giọng nói quen thuộc vang lên, A Duy Đà Phật, đội trưởng, là ngươi đấy à? Ở đây Liễu Phàm đang dùng cách nói lái đi của A Duy Đà Phật để nghe cho hài hước. Dương Bách Xuyên vừa nhìn qua, người nói chuyện chẳng phải là tiểu hòa thượng Liễu Phàm à? Nghe giọng điệu của tiểu hòa thượng có mang theo tiếng khóc nức nở. Là ta đây. Khi nói chuyện, hắn dí sát vào nhìn, khá lắm, nếu không phải hắn quen với giọng nói này thì Dương Bách Xuyên cũng không nhận ra đây là tiểu hòa thượng Liễu Phàm, mặt cậu ta sưng như đầu heo rồi. Tiểu hòa thượng, người đây là, bị sao vậy? Dương Bách Xuyên ngơ ngác hỏi. Giờ phút này, trên mặt tiểu hòa thượng Liễu Phàm bầm tím,
hiển nhiên là vừa bị người ta đánh cho tơi bời. Dương Bách Xuyên không hỏi còn đỡ, vừa hỏi một cái tiểu hòa thượng lại càng tủi thân hơn. Cậu ta đường đường là thiên chi kiêu tử của thiếu lâm, từ nhỏ đã có tư chất hơn người, đi đến nơi nào cũng được tung hô săn đón, mới 20 tuổi đầu đã là võ cổ giả tiên thiên tầng 9 cao cấp. Nào biết ở đài sen lại bị cuốn vào không gian gió lốc, vừa tỉnh dậy đã bị người ta bắt bớ, sau đó tiểu hòa thượng nghĩ đến đây lại rơi lệ. Gặp được người quen thân thiết là Dương Bách Xuyên, hai mắt cậu ta đỏ lên. Đội trưởng ta muốn hoàn tục, bọn họ bắt nạt người ta quá. Tiểu hòa thượng tủi thân đến độ cuối cùng cũng bùng nổ và bắt đầu khóc sướt mướt kể cho Dương Bách Xuyên nghe những gì mình gặp phải. Theo lời kể của tiểu hòa thượng, sau khi cậu ta bị không gian gió lốc cuốn vào, lúc tỉnh lại đã phát hiện mình đang ở gần thành Chiêu Giao. Sau đó cậu ta đã bị binh lính tuần tra bắt luôn. Tiểu hòa thượng không biết rõ tình thế nên đã phản kháng, trong lúc đó đã bị người ta đánh tơi bời một trận và bị ném vào nhà giam. Dựa theo lời kể của tiểu hòa thượng, cậu ta cũng không có gặp được những người khác. Cậu ta đã bị nhốt ở nơi này được 9 ngày rồi. Trong 9 ngày này, tiểu hòa thượng biết được đại khái đây là đâu, thật sự đúng là Sơn Hải Giới. Chờ tiểu hòa thượng nói xong, Dương Bách Xuyên nhìn cậu ta rồi an ủi, đừng khóc nữa, từ trước đến nay ngươi đều rất bình tĩnh, nếu bị truyền chuyện suy sụp đến mức khóc nhè ra thì sẽ bị người ta chê cười. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để ai bắt nạt ngươi đâu, chúng ta nghĩ cách rời khỏi là sẽ ổn thôi. Nghe Dương Bách Xuyên nói vậy, mặt tiểu hòa thượng Liễu Phàm càng đau khổ hơn, đội trưởng, e là chúng ta không ra được đâu, chỉ có thể bị người ta dẫn đi làm thợ mỏ thôi. Vì sao lại nói vậy? Dương Bách Xuyên kinh ngạc nói. Tiểu hòa thượng đau khổ nói, trước khi ta bị nhốt thì đúng lúc có một nhóm người bị đưa đi, nói là đi đào quặng. Nghe nói thành chủ của thành Chiêu Giao này rất đỉnh, gia tộc có tinh thạch, à, không phải, ở chỗ này gọi là linh thạch, thành chủ sẽ bắt rất nhiều người đi đào quặng. 10 ngày một nhóm người, ngày mai vừa đúng là 10 ngày. Nếu ta không tính sai thì ngày mai chúng ta cũng sẽ bị bắt đi làm thợ mỏ. Số tiểu tăng khổ quá mà. Ngày mai ư, không sao đâu, đến tối chúng ta bỏ chạy đi. Dương Bách Xuyên đáp với vẻ không thèm để ý. Đừng, tuyệt đối đừng trốn, mấy ngày hôm trước có người định đào tẩu. Kết quả sau khi bị túm trở về thì phải chịu cực hình. Tra tấn 3 ngày mới chết, nhà giam này có 3 cao thủ cấp bậc hư cảnh ngầm trông coi, nghe nói là cao thủ kim đan kỳ. Chúng ta đánh không lại đâu, hơn nữa thành chủ của thành Chiêu Giao có tu vi kim đan kỳ đại viên mãn. Nghe nói chỉ kém một bước nữa thôi là cảnh giới nguyên anh gì đó, thực lực sâu không lường được. Chúng ta hoàn toàn không trốn thoát nổi đâu, vẫn nên chấp nhận số phận thôi. Đúng rồi, để ta nói cho ngươi nghe một chút về những cấp bậc tu luyện ta hóng được ở Sơn Hải Giới. Mấy ngày hôm trước nghe cách vách nhà tù người ta nói, tất cả người nơi này đều là người tu chân, không có võ cổ giả. Cấp bậc tu luyện của giới tu chân khác với võ cổ giả của địa cầu chúng ta. Bên họ bắt đầu từ luyện khí kỳ, sau là trúc cơ kỳ, sau đó là kim đan kỳ, trở lên chính là cảnh giới nguyên anh bất tử gì đó, sau đó còn có những cảnh giới tu vi cao hơn nữa, nhưng người đó cũng không biết. Hơn nữa kim đan kỳ ở nơi này không giống lắm, là tu vi kim đan vượt qua thiên kiếp gì đó. Cho dù là kim đan sơ kỳ cũng mạnh hơn võ cổ giả hư cảnh rất nhiều, có 3 tên kim đan sơ kỳ trông coi nên chúng ta không thoát được đâu. 3 kim đan trông coi đều là cao thủ đã vượt qua thiên kiếp. Trong lúc nói chuyện, tiểu hòa thượng lộ ra vẻ bất lực. Dương Bách Xuyên biết hết những điều tiểu hòa thượng vừa nói nhưng cũng không nói toạc ra mà chỉ gật đầu hỏi, ngươi nghe được nhiều thông tin đấy, nói những tin tức ngươi nghe được về Sơn Hải Giới đi. Ta cũng không nghe được nhiều lắm, chỉ biết Sơn Hải Giới vô cùng rộng lớn, chia làm 4 địa hạt là Đại Sơn, Hải Ngoại, Đại Hoang, Hải Nội. Mỗi một địa hạt đều có 5 châu lớn Đông Tây Nam Bắc Trung. Nơi chúng ta ở hiện tại là châu Nam Sơn của địa hạt Đại Sơn, nghe nói diện tích rộng đến 10 vạn dặm, không ai biết rốt cuộc Sơn Hải Giới rộng lớn bao nhiêu, có rất nhiều tông môn tu chân, gia tộc và có cả vương triều cổ xưa nữa. Nhưng cụ thể tình hình thế nào thì không rõ, nhưng ta nghe nói thành Chiêu Giao thuộc về thế lực tên là M Dương Tông của châu Nam Sơn, thành chủ tên là U Dương Hải Đường. Là người do M Dương Tông bổ nhiệm trực tiếp, tu vi kim đan kỳ đại viên mãn. Tiểu hòa thượng kể lại cho Dương Bách Xuyên nghe những thông tin cậu ta nghe được mấy ngày nay. Nghe xong,
Dương Bách Xuyên cũng vô cùng kinh ngạc. Sơn hải giới rộng lớn, chỉ đơn giản là một châu Nam Sơn của một địa hạt đã có diện tích 10 vạn dặm, không biết toàn bộ sơn hải giới rộng lớn đến bao nhiêu nữa. Đúng rồi, Tiểu Hòa Thượng, có nghe được tin tức về thông đạo Sơn Hải hay không? Ta muốn quay về địa cầu, không thể ở chỗ này mãi được. Dương Bách Xuyên hỏi điều quan trọng nhất. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu đáp, mới đầu ta cũng từng hỏi thăm người ở phòng giam cách vách nhưng không ai từng nghe về địa cầu, hoa hỏa hay chuyện thông đạo Sơn Hải cả. Có lẽ chỉ có những tông môn tu chân đó mới biết thôi. Xem ra cũng đúng là vậy, rốt cuộc chuyện Sơn Hải giới thông với bên kia của chúng ta vẫn rất thần bí đối với người ở Sơn Hải giới. Có lẽ cũng chỉ có những tông môn tu chân đó mới biết được, chúng ta phải nghĩ cách đi hỏi thăm về thông đạo địa cầu để trở về. Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Hòa Thượng. Khả năng không cao lắm đâu, dựa vào tình hình khi đó thì có vẻ thông đạo đã hỏng mắt rồi. Chính vì thông đạo bị hỏng nên chúng ta mới bị cuốn vào không gian gió lốc và bị tách nhau ra. Thông đạo của bí địa núi Trường Bạch chắc đã không còn tồn tại nữa rồi. Tiểu Hòa Thượng phân tích một cách không chắc chắn. Theo ta được biết, trên địa cầu có rất nhiều thông đạo nối với Sơn Hải giới, chẳng qua một số cái có người biết thì đều bị phong ấn. Chúng ta hỏi thăm là được, nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải tìm những người khác đã rồi hãng bàn. Ví dụ như Lão Tổ Thiếu Lâm các ngươi hay Lôi Đình của Côn Luân, nói không chừng bọn họ sẽ biết một số chuyện. Dương Bách Xuyên nói. Cũng đúng. Nhưng hiện tại điều ta lo nhất chính là chúng ta có thể sống sót hay không. Nghe người bị nhốt ở cách vách nói rằng 8-9 phần 10 người bị Thành Chiêu Giao bắt đi đào quặng đều sẽ chết. Người nói xem, chúng ta còn có thể sống sót sao? Qua mấy ngày bị đánh cho tơi bời và bị giam giữ, trạng thái tinh thần của Tiểu Hòa Thượng không ổn lắm. Trong lúc nói chuyện, giọng cậu ta tràn đầy lo lắng, không hề tự tin chút nào. Dương Bách Xuyên có hơi thương hại cậu ta. Hắn nhìn Tiểu Hòa Thượng và nói, yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không có việc gì đâu. Tối nay chúng ta nghĩ cách chạy thử xem trước đã, tu vi chúng ta đều không bị phong ấn, đây là cơ hội đó. Cố gắng âm thầm đào tẩu mà không để thủ vệ Kim Đan chú ý đến, ta vẫn có chút niềm tin đó. Tiểu Hòa Thượng đau khổ nói, đội trưởng của ta, ngươi cho rằng người khác ngốc sao, không có phong ấn tu vi là người ta cho rằng dưới Kim Đan toàn là con kiến nên hoàn toàn không sợ chúng ta đào tẩu. Tối hôm trước có 5 tên trúc cơ kỳ đại viên mãn định chạy trốn nhưng mới đi ra đã bị thủ vệ Kim Đan phát hiện và bị băm thành thịt vụn luôn. Với tu vi của ngươi và ta hiện tại, hay. Đúng rồi, chẳng phải ngươi đã đột phá tu vi rồi hay sao, sao hơi thở còn yếu hơn ta nữa? Tiểu Hòa Thượng nhìn Dương Bách Xuyên và hỏi. Ngốc, ta có bí pháp giấu tu vi, hiện tại ta cũng coi như có tu vi Kim Đan chuẩn, vẫn có tự tin có thể thật sự chạy thoát. Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười nói. Ta thấy không ổn đâu, nghe nói Kim Đan âm thầm canh gác ở bên ngoài đã vượt qua thiên kiếp rồi, Kim Đan chưa vượt qua thiên kiếp trong mắt bọn họ chỉ mạnh hơn con kiến một chút mà thôi. Tiểu Hòa Thượng chua xót nói. Ta nói này, thằng nhãi, sao ngươi cứ luôn hắt nước lạnh cho ta thế? Không nói cái này nữa, ngươi tiếp tục kể ta nghe những thông tin ngươi nghe được đi. Tối hôm nay chúng ta sẽ chạy trốn, lúc đó ngươi đi theo ta là được. Dương Bách Xuyên bị Tiểu Hòa Thượng chọc giận. Ấy, được thôi, dù sao bị bắt đi đào quặng cũng kinh khủng hơn, không bằng cược một phen, thấy sắc mặt Dương Bách Xuyên không ổn lắm, Tiểu Hòa Thượng vội vàng dừng những cảm xúc tiêu cực lại và bắt đầu kể cho Dương Bách Xuyên nghe những gì cậu ta nghe được. Chấm chấm chấm. Rất nhanh đã đến tối, xuyên qua bên ngoài, Dương Bách Xuyên thấy được một vầng trăng sáng nhô lên. Lúc này, hắn chuẩn bị thực hiện kế hoạch đào tẩu. Bèn đánh thức Tiểu Hòa Thượng và nói, Tiểu Hòa Thượng, chuẩn bị chuồn thôi. Sau khi nói xong, hai tay hắn hội tụ chân khí đánh một chưởng về phía khóa sắt trên cửa phòng giam. Răng rắc. Xích sắt đứt đoạn theo tiếng kêu ấy. Dựa theo lời Tiểu Hòa Thượng nói, người trông coi hoàn toàn không đặt người ở dưới tu vi Kim Đan kỳ trong mắt, cho nên xích sắt trên cửa cũng chỉ là xích sắt bình thường. Bị Dương Bách Xuyên dùng chút sức đã đứt luôn. Đi. Nói với Tiểu Hòa Thượng xong, Dương Bách Xuyên dẫn đầu ra khỏi phòng tù. Khi đi ngang qua nhà tù cách vách, Dương Bách Xuyên trông thấy một đại hán, hắn ta đang dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng, ngay sau đó mở miệng nói, Tiểu Hòa Thượng, ta khuyên các ngươi đừng trốn, chỉ cần ngươi bước một bước ra nhà giam bên ngoài, ba cao thủ Kim Đan sẽ phát hiện, đến lúc đó sẽ chỉ còn đường chết thôi. Bị bắt đi đào quặng cũng phải chết, còn không bằng bỏ chạy.
tôi tin đội trưởng. Tiểu hòa thượng trả lời một câu với đại hán trong nhà tù. Chúc các người may mắn. Đại hán cười lạnh một tiếng, nhắm hai mắt lại, không để ý tới Dương Bách Xuyên và tiểu hòa thượng nữa. Đi thôi, Dương Bách Xuyên nhìn thoáng qua đại hán đã nhắm mắt lại, nói với tiểu hòa thượng. Kỳ thật trong lòng hắn nghĩ trong tay có tiên khí, trên người có thần thông chỉ xích thiên nhai, hơn nữa hắn xem như có tu vi kim đan, không nói tới đánh nhau, dẫn theo tiểu hòa thượng chạy trốn có lẽ vẫn được. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng là người không chịu thua, làm sao có thể đi làm thợ mỏ. Hai người rời khỏi cổng lớn nhà giam, bên ngoài là một đại viện, xung quanh cả tòa đại viện đều là nhà tù. Trong màn đêm, trong đại viện yên tĩnh vô cùng. Ngay khoảnh khắc Dương Bách Xuyên và tiểu hòa thượng đi về phía cổng lớn, một giọng nói lười biếng lập tức vang lên, luôn có kẻ ngu xuẩn không tin tà mà. Lão Tam đừng giết, đánh cho tàn phế để lập uy. Lại là một giọng nói vang lên. Tuy rằng người trước lười biếng, người sau lạnh như băng, nhưng vừa mới dứt lời thì hai bóng người đã bước ra từ trong bóng tối, một trái một phải ngăn cản Dương Bách Xuyên và tiểu hòa thượng. Dương Bách Xuyên thay đổi sắc mặt. Thật sự đúng như những gì mà gã đàn ông trung niên trong phòng giam kia đã nói, vừa ra ngoài đã bị phát hiện. Có điều chuyện bị phát hiện cũng nằm trong dự đoán của Dương Bách Xuyên, dù sao thân là tu chân giả đều có thần thức bên người, động tĩnh có nhỏ cũng sẽ bị phát hiện. Có lẽ thần thức của đối phương vẫn luôn bao trùm cả nhà giam. Nói tới thần thức thì kỳ thật hiện tại thần thức của Dương Bách Xuyên cũng có thể đạt tới khoảng cách 3.000 mét, điều này hắn đã từng thử sau khi tỉnh lại ở Sơn Cốc. Thế nhưng từ khi đến nhà giam Dương Bách Xuyên chưa từng sử dụng tới thần thức, nguyên nhân là do sợ kinh động đến cao thủ canh chừng nhà giam, không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Trọng điểm là ở hiện trường theo hai người từng bước một đi tới thì sức mạnh uy áp cũng càng lúc càng tăng. Dương Bách Xuyên cảm thấy cứ như có hai ngọn núi lớn đè thẳng lên người mình vậy. Phụt! Tiểu hòa thượng bên cạnh dưới uy áp khổng lồ của đối phương trực tiếp phun ra một búng máu. Cậu ta kêu lên một tiếng nặng nề rồi cơ thể lung lay sắp đổ. Dương Bách Xuyên thấy vậy thì bước nhanh tới chặn trước mặt tiểu hòa thượng, vận chuyển công pháp trong cơ thể ngăn cản uy áp khổng lồ của hai người. Trong giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên rét buốt, hắn có thể cảm giác được hai người này có tu vi kim đan sơ kỳ, thật là điều động uy áp trời đất như núi như biển. Bọn họ mạnh hơn võ cổ giả hư cảnh không chỉ 10 lần. Chẳng lẽ đây chính là thực lực của tu sĩ đã vượt qua thiên kiếp kim đan ư? Trong lòng Dương Bách Xuyên thở dài, hắn biết đêm nay không thể dễ dàng. Bây giờ chỉ mới vẻn vẹn xuất hiện hai tên thủ vệ kim đan, còn có một tên không hề xuất hiện, nếu như ba cường giả đại kim đan cộng lại, hắn và tiểu hòa thượng chỉ có một con đường chết. Dốc sức liều mạng sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên tự hỏi, hắn cảm nhận được một nỗi bất lực sâu sắc. Có phải cao thủ hay không thì có thể đoán được từ trên hơi thở và uy áp, kết quả Dương Bách Xuyên phát hiện nếu đánh nhau thật hắn sẽ gặp đối thủ. Bây giờ chỉ có một con đường có thể thử, đó chính là sử dụng chỉ xích thiên nhai công dẫn theo tiểu hòa thượng cưỡng ép xông ra chạy trốn. Dương Bách Xuyên nghĩ tới đây thì túm lấy cổ tay của tiểu hòa thượng, vận chuyển chỉ xích thiên nhai công, dưới chân khẽ động, vèo một cái đã phóng về phía cổng lớn. Hừ, tìm đường chết. Một tiếng hừ lạnh như sấm vang lên. Âm thanh này phát ra từ chỗ cổng lớn. Dương Bách Xuyên túm lấy tiểu hòa thượng xông thẳng tới chính giữa hai người, thế nhưng giọng nói này lại trực tiếp vang lên ở chỗ cổng lớn, hắn biết là tên thủ vệ kim đan thứ ba đã xuất hiện. Khiến Dương Bách Xuyên giật mình là kèm theo tiếng hừ lạnh đó, bỗng dưng phía trước xuất hiện một sức mạnh khổng lồ, hắn dẫn theo tiểu hòa thượng đã đâm thẳng vào bên trong. Phụt! Lần này cả máu trong cơ thể Dương Bách Xuyên cũng không nhịn được bốc lên, hắn phun ra một búng máu. Toàn thân Dương Bách Xuyên như bị nhím đâm, chỗ nào cũng đau, hắn ngã thẳng xuống đất. Giây phút Dương Bách Xuyên ngã xuống đất, hắn nhìn thấy là một bàn tay to được ngưng tụ từ chân khí. Dương Bách Xuyên biết là tên kim đan thứ ba đã trực tiếp ra tay, hắn cảm nhận được cơn đau đớn toàn thân và hơi thở mạnh mẽ, trong lòng lại rét run. Là tu vi kim đan trung kỳ, Dương Bách Xuyên cảm nhận được tu vi của người này còn mạnh hơn hai người trước đó. Sau khi Dương Bách Xuyên ngã xuống đất, hắn còn chưa kịp phản ứng thì một giây sau đã cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới toàn thân. A! Cơn đau thấu xương,
là bị ngoại lực xâm nhập cơ thể, khiến Dương Bách Xuyên không nhịn được kêu lên thảm thiết. À! Ngay sau đó là tiếng kêu thê thảm của tiểu hòa thượng Liễu Phàm, tiếng kêu này còn lớn hơn cả tiếng kêu của hắn. Tiếp theo sắc mặt Dương Bách Xuyên trắng bệch, hắn phát hiện tu vi toàn thân đã bị nguồn sức mạnh này cưỡng ép phong ấn. Dương Bách Xuyên không thể vận chuyển được một chút chân khí nào. Hắn và tiểu hòa thượng còn chưa thấy được mặt mũi của đối phương đã bị một chưởng của người nọ đánh ngã, lập tức phong ấn tu vi. Điều này khiến cho trong lòng Dương Bách Xuyên cảm thấy sợ hãi, hắn đã coi thường tu chân giả của Sơn Hải giới. Tiểu hòa thượng trực tiếp hôn mê bất tỉnh, chính hắn cũng cả người đau đớn khó nhịn, không thể động đậy. Đúng vào lúc này Dương Bách Xuyên nương theo ánh trăng mới nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím xuất hiện trước mặt, trên má trái của ông ta có một vết sẹo dài gần một tấc. Mặt mũi của người này ước chừng 40, có điều Dương Bách Xuyên biết người tu hành không thể nhìn mặt, nói không chừng người này chính là một lão già đã tu luyện hàng trăm năm, vết sẹo trên mặt ông ta khiến ông ta trông lại càng hung ác hơn. Dù sao thì trong mắt Dương Bách Xuyên ông ta không phải người lương thiện. Giờ phút này trong lòng Dương Bách Xuyên lạnh lẽo cả người nói, chẳng lẽ vừa tới Sơn Hải giới đã bị người ta giết ư? Sau khi hắn lẩm bẩm trong lòng thì có cảm giác không thể nào, nếu đối phương muốn giết hắn và tiểu hòa thượng thì vừa nãy đã ra tay rồi chứ không phải chỉ phong ấn tu vi thôi. Quả nhiên lúc này hai người khác cũng đi tới, một người trong số đó mở miệng hỏi, đại ca, tại sao huynh không giết luôn cho xong việc? Cần gì phải phong ấn tu vi của bọn chúng phiền phức như vậy? Chỉ là hai con sâu cái kiến mà thôi. Lúc này mặt sẹo trầm giọng nói, dạo gần đây trong mỏ đã có rất nhiều thợ mỏ chết, sản lượng giảm sút nghiêm trọng, thiếu người nghiêm trọng, bên phía thành chủ đã hỏi tới rồi, sau này bắt được người thì đừng giết, trực tiếp phong ấn tu vi vứt xuống mỏ, nếu không có ai khai thác thì cuối cùng thành chủ đại nhân vẫn trách cứ ba người huynh đệ chúng ta. Đệ đã hiểu, vậy để đâm xuyên xương tỳ bà của hai thằng nhóc này rồi khóa lại, miễn cho bọn chúng lại bỏ trốn. Cho các ngươi trốn này, người nọ vừa nói vừa hung hăng đá một cước vào bên hông Dương Bách Xuyên. Răng rác, một tiếng nặng nề vang lên, Dương Bách Xuyên nghe thấy xương bên hông đã gãy, trong lòng hận tới nghiến răng. Hắn nheo mắt nhìn người đá mình, người nọ đưa lưng về phía ánh trăng nên không thấy rõ mặt, có điều vẫn thấy được người này tóc dài thắt bím, Dương Bách Xuyên ghi nhớ trong lòng. Lão Tam à, đệ động não đi, đại ca là tu vi đại thành kim đan trung kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là kim đan hậu kỳ, có ai không biết một tay thuật giam cầm phong ấn của đại ca chúng ta kiệt xuất thiên hạ chứ? Người bị đại ca tự tay phong ấn, không có tu vi nguyên anh thì đừng hòng hóa giải, còn cần đệ thêm xiềng xích sao? Hơn nữa chúng ta bắt hắn đi đào quặng, nếu đệ thật sự khóa xương tỳ bà của bọn chúng, lại còn xích lại, đến lúc đó làm gì có sức mà đào quặng? Công việc của ba huynh đệ chúng ta là hầm mỏ, không có sản lượng thì thành chủ đại nhân sẽ trách cứ. Vì vậy đại ca nói cũng đúng, sau này người bắt được không thể giết, muốn chết cũng phải chết trong mỏ, đại ca huynh thấy đúng không? Người còn lại hiển nhiên là lão nhị trong số ba huynh đệ, miệng lưỡi rất trơn tru. Ừ, lão nhị nói không sai, sau này lão tam hãy học tập lão nhị nhiều một chút, mọi chuyện hãy động não nhiều vào. Được rồi, tiếp tục nhốt hai thằng nhóc này đi, sáng sớm ngày mai sẽ đưa tới khu mỏ. Mặt sẹo nói. Vâng, đại ca. Lão nhị và lão tam vội vàng trả lời. Chấm chấm chấm. Cuối cùng Dương Bách Xuyên và tiểu hòa thượng chạy trốn thấy bại, ngược lại còn bị người ta phong ấn tu vi, gãy xương, bị vứt vào nhà tù lần nữa giống như chó chết, biến thành tù nhân. Đương nhiên trong quá trình đó không thể thiếu việc bị tóc thắt bím đạp thêm mấy phát. Dương Bách Xuyên chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, hắn biết có phản kháng cũng vô dụng, ngược lại còn bị đánh dữ dội hơn. Hơn nữa tu vi của hắn đã bị phong ấn, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vì kế hoạch hiện tại, Dương Bách Xuyên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Trong lòng hắn thầm thề chỉ cần hắn có thể sống tiếp thì nhất định sẽ chém ba huynh đệ này thành muôn mảnh. Một đêm trôi qua, hắn nằm trên mặt đất nhà tù lạnh như băng, thử dùng đủ mọi biện pháp tấn công vào phong ấn của mặt sẹo nhưng đều không thành công, cuối cùng Dương Bách Xuyên chỉ có thể từ bỏ. Có điều Dương Bách Xuyên không hề nản lòng. Bởi vì hắn còn có sư phụ Vân Thiên Tà, chỉ cần lão già tỉnh lại là hắn có thể thoát khỏi cảnh khốn khó, tạm thời chỉ có thể cầu nguyện lão già mau thức tỉnh. Tiểu hòa thượng cũng đã tỉnh lại, mặt mày cậu ta nản lòng thoái chí, cả nói cũng nói rất ít,
Dương Bách Xuyên chỉ có thể an ủi cậu ta nhất định sẽ có biện pháp trốn thoát. Ngày hôm sau vừa mới sáng sớm, tóc thắt bím đã dẫn người tới nhà tù bắt Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng ra ngoài, không cần hỏi cũng biết là bị bắt đi đào quặng. Đến đại viện nhà giam, cửa phòng giam bốn phương tám hướng mở ra, hơn 20 người tụ tập, tất cả những người này đều là tu chân giả bị phong ấn tu vi. Sau một tiếng ra lệnh của tóc thắt bím, đám người bọn họ đều bị đuổi ra khỏi đại viện. Dương Bách Xuyên ở bên ngoài nhìn thấy từng chiếc xe ngựa được kéo bằng yêu thú. Đám tù nhân Dương Bách Xuyên bị đuổi thẳng lên xe ngựa, sau đó được ra khỏi thành. Người áp trận chính là tóc thắt bím, gã cưỡi trên yêu thú. Dương Bách Xuyên nghe một tù nhân bên cạnh nói đó là xích diễm hùng sư, là một loại thú cưỡi hiếm có thực lực kim đan. Ngoại trừ tóc thắt bím là cao thủ kim đan kỳ sơ kỳ ra thì còn có một đội binh lính 20 người đi theo, đều là người của phủ thành chủ. Đám Dương Bách Xuyên không biết bọn họ sẽ bị đưa đi làm việc gì, có rất nhiều người đều không quen biết nhau, trên đường đi lúc nói chuyện trên trời dưới đất mới biết thật ra rất nhiều người là bị bắt tới từ những châu khác, hoặc là một vài người ở ngoài châu phạm tội ở thành Chiêu Giao nên trực tiếp bị bắt, sau đó sẽ bị đưa tới hầm mỏ thuộc địa phận thành Chiêu Giao đào quặng. Nói trắng ra những người bị bắt là một số người không tên không tuổi không có bối cảnh, người thật sự có thân phận có bối cảnh thì thành Chiêu Giao thật sự không dám bắt tới đào quặng. Dù sao so với châu Nam Sơn ánh sáng 10 vạn dặm thì thành Chiêu Giao có thể được xem là thành nhỏ một phương, mà sở dĩ thành Chiêu Giao có hầm mỏ cũng dám bắt người đào quặng như thế cũng là vì thành chủ của thành Chiêu Giao U Dương Hải Đường là người của M Dương Tông, một trong ba đại tông môn của châu Nam Sơn. Trung quy ở Sơn Hải giới thì môn phái tu chân là một thế lực lớn. Xe ngựa, hay nói cách khác là xe chở tù nhân một đường dưới sự điều khiển của yêu mã chạy rất nhanh, nhưng lại sốc nảy vô cùng. Tổng cộng 28 tù nhân chưa đến 30 người chen chúc trong 3 chiếc xe tù, xem như chịu nhiều đau khổ. Phần lớn mọi người có tu vi trúc cơ, cả đám đều bị phong ấn tu vi, không ai nghĩ đến việc bỏ trốn, bởi vì bọn họ biết có trốn cũng trốn không thoát. Một ngày sau, cuối cùng xe chở tù nhân cũng dừng lại, đã đến nơi. Binh sĩ cầm pháp khí trong tay mở cửa xe chở tù nhân giống như chăn gia súc, đuổi tất cả mọi người xuống xe. Pháp khí là roi ra, tu vi của mọi người đều đã bị phong ấn, chịu một roi toàn thân đều đau rát. Trước mắt hiện lên một ngọn núi khổng lồ, cũng có thể nhìn thấy doanh địa được xây dựng, nhiều đội binh sĩ đi tới đi lui tuần tra. Từ xa đã có một vài người chạy ra đón. Tam tướng quân, một gã thanh niên mặc áo giáp bạc đi tới hành lễ với tóc thắt bím. Hầm mỏ có chuyện gì không? Tóc thắt bím được gọi là tam tướng quân nhảy xuống ngựa hỏi. Ngoại trừ việc ba thợ mỏ chết thì tất cả đều bình thường. Tướng quân trẻ tuổi trả lời. Chết thì chết thôi, lần này ta mang về 27 người, người phải gia tăng tốc độ khai thác. Trong khoảng thời gian này phủ thành chủ đã có lời phàn nàn tốc độ khai thác của hầm mỏ của chúng ta chậm rồi đấy. Tóc thắt bím nói. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Tướng quân trẻ tuổi khom người. Đi đi, đưa những tiện chủng này tới nơi khai thác mỏ ngay. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy hai người nói chuyện thì trong lòng rét lạnh từng cơn, rất rõ ràng là mạng người ở đây trong mắt tóc thắt bím rất hèn mọn. Kỳ thật cái câu chết thì chết thôi của tóc thắt bím nói vô cùng ngả ngớn, khiến rất nhiều người đều mặt mày trắng bệch. Hơn nữa cả đoạn đường bọn họ chạy tới như điên, ít nhất đi 500 dặm, trời đã tối rồi, vừa đến đã đi xuống, cho dù là gia súc cũng không bị khinh thường như vậy. Chẳng bao lâu tóc thắt bím đã bỏ đi. Tên tướng quân trẻ tuổi kia tiếp quản đám người Dương Bách Xuyên. Chỉ thấy tướng quân trẻ tuổi nhìn 27 tù nhân Dương Bách Xuyên nói, ta là Kim Bất Hoài, các ngươi có thể gọi ta là Kim Tướng Quân. Ngọn núi lớn mà các ngươi thấy chính là hầm mỏ, tất nhiên là mỏ linh thạch, có 36 hầm mỏ, các ngươi có thể thoải mái lựa chọn tiến vào hầm mỏ nào. Nhưng yêu cầu của ta chỉ có một, đó là linh thạch đào được mỗi ngày phải nộp lên trên ít nhất một viên. Sau đó các người mới có thể đổi lấy một bữa cơm, nộp lên trên 3 viên chính là 3 bữa cơm, sau đó các người hãy nghỉ ngơi nửa ngày. Hay nói cách khác là mỗi ngày mỗi người phải nộp ít nhất một viên mới có cơm ăn, 3 viên thì có thể nghỉ ngơi, đào được càng nhiều linh thạch thì thời gian các người nghỉ ngơi và ăn cơm càng nhiều. Ngược lại, hừ hừ, một ngày không đào được một viên thì không có cơm ăn, 3 ngày liên tục không đào được một viên thì thật xin lỗi, Kim Gia Gia sẽ tặng cho các người một trận roi. Nói tóm lại, không ngừng đào được càng nhiều linh thạch thì các ngươi sống càng tốt.
đã được cảnh cáo, nếu ai không nghe thì đừng trách cây roi trên tay Kim Gia Gia vô tình. Ở đây ngươi chết chỉ là chết một con kiến, bây giờ chúc các ngươi may mắn cút vào hầm mỏ, ha ha ha. Sau khi nói xong, thanh niên tự xưng là Khương Duật Bạch cười càn rỡ, trong lòng Dương Bách Xuyên chửi một câu biến thái. Người này có tu vi trúc cơ đỉnh phong, tu vi chỉ đứng sau tóc thắt bím, thoạt nhìn cũng là thủ lĩnh của hầm mỏ. Mấu chốt chính là mấy điều kiện mà hắn ta nói, quả thật là điều kiện đòi mạng. Một ngày phải đào được một viên linh thạch mới có cơm ăn, không đào được thì không có cơm ăn, hơn nữa còn phải bị đánh một trận tàn nhẫn, đây đúng là hố người tới chết. Tuy nói là quặng linh thạch nhưng Dương Bách Xuyên biết chuyện đào quặng này chẳng khác gì với việc khai thác kim cương ở thế tục giới, đều phải dựa vào vận may. Ai mẹ nó may mắn như vậy, có thể đảm bảo mỗi ngày đào được một viên linh thạch chứ? Hơn nữa phải đào được 3 viên mới có thể nghỉ ngơi một ngày, đây quả thật là một chuyện không thể nào. Nhưng cũng may mà Dương Bách Xuyên không ngại, bởi vì trong bình càn khôn của hắn có rất nhiều linh thạch lấy được ở thế tục giới, có hơn 200 viên. Đủ để anh và Tiểu Hòa Thượng gắng gượng một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này anh sẽ nghĩ cách mở phong ấn, sau đó bỏ trốn. Ở đây là hầm mỏ, cơ hội bỏ trốn lớn hơn nhà giam ở thành Chiêu Giao. Sau khi Kim Bất Hoài cười xong, rốt cuộc có người không nhìn được lên tiếng, chuyện đào linh thạch làm gì có ai đảm bảo vận may tốt như vậy, vận may không tốt thì cả tháng cũng chưa chắc đã đào được một viên, ngươi làm vậy là dồn bọn ta vào đường cùng, căn bản không thể nào hoàn thành được. Dương Bách Xuyên nghe người này nói xong thì biết ngay sắp có chuyện xấu xảy ra rồi, nhìn theo nơi giọng nói phát ra thì là một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi. Ha ha, Kim Bất Hoài nở nụ cười, lập tức tiến về phía nam tử kia từng bước một, đến khi tới bên cạnh hắn ta mới mở miệng cười hỏi, ngươi cảm thấy quy tắc của ta không hợp lý hả? Trên mặt người đàn ông hiện lên vẻ bối rối, dù sao tu vi của hắn ta đã bị phong ấn, cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút. Đối mặt với trúc cơ đỉnh phong như Khương Duật Bạch thì hắn ta chẳng có chút năng lực phản kháng nào. Có điều lời cũng đã nói ra nên hắn ta cứng rắn hơn một chút, nhìn chằm chằm vào Kim Bất Hoài nói, phải, quy tắc do ngươi quyết định căn bản không thể nào hoàn thành. Nếu như đã không hoàn thành được thì, cần ngươi để làm gì? Kim Bất Hoài bỗng dưng tung một quyền về phía người đàn ông, nhắm thẳng mi tâm. Bộp! Một tiếng như dưa hấu vỡ nát vang lên. Đầu của người đàn ông đã trực tiếp bị một quyền của Kim Bất Hoài đánh nát. Óc trắng pha đỏ tuôn xuống đất. Hiện trường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ai cũng sợ chết, nhất là dưới tình huống tu vi bị phong ấn. Đối mặt với những người có tu vi trong người như Khương Duật Bạch thì mọi người chỉ là người bình thường tay không tấc sắt, chỉ là con sâu cái kiến. Còn ai có ý kiến gì không? Kim Bất Hoài thuận tay lau bàn tay dính máu lên người một tù nhân rồi lạnh nhạt hỏi. Lúc này ai mà dám có ý kiến gì chứ? Đám dân đen thấp hèn các ngươi nghe thật kỹ cho Kim Gia Gia, ngoan ngoãn mà đào linh thạch, đừng gây phiền phức cho Kim Gia Gia, nếu không tên dân đen này chính là tấm gương của các ngươi. Cút đi đào quặng đi, ngay sau đó Kim Bất Hoài gào thét. Một giây sau chỉ 26 người còn lại, bao gồm Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng đều yên lặng rời khỏi, xoay người đi về phía hầm mỏ. Dương Bách Xuyên siết chặt đôi tay. Giờ phút này hắn rất muốn vùng lên giết người, đáng tiếc tu vi của hắn đã bị phong ấn, không có cách nào. Hơn nữa hắn biết cho dù không bị phong ấn thì đối mặt với người đã vượt qua thiên kiếp kim đan như tóc thắt bím, hắn cũng không phải là đối thủ. Lúc này chuyện duy nhất có thể làm chỉ có một chữ nhịn. Chung quy bất kể là ở thế giới nào, thực lực mới là tất cả. Dương Bách Xuyên biết chỉ cần mình có thực lực. Có thể chân chính đột phá phong ấn đột phá tu vi là có thể giết ra ngoài. Một đám người đi tới cửa hang mỏ dưới sự giám sát của binh sĩ, mỗi người cầm một công cụ lấy quặng đã sớm được đặt ở cửa hang mỏ, kỳ thật chính là một cái xẻng, rồi sau đó bắt đầu vào hầm mỏ. Một hầm mỏ kéo dài mấy trăm mét, có tổng cộng 36 hầm mỏ. Tất cả mọi người tùy ý tiến vào, chuyện thế này phải dựa vào vận may. Vận may tốt thì nói không chừng có thể đào ra được một ít linh thạch trong hầm mỏ mà mình chọn, vận may không tốt thì cũng hết cách, nhẹ thì nhịn đói, nặng thì bị đánh một trận, nói không chừng còn có thể bị đánh chết. Tiểu Hòa Thượng nhìn dòng người hối hả đi vào hầm mỏ phía trước, yếu ớt hỏi, đội trưởng, chúng ta tiến vào hầm mỏ nào? Lựa một cái ít người tùy tiện vào, dù sao cũng đều dựa vào vận may. Dương Bách Xuyên tùy ý nói.
Ặc, lỡ như 3 ngày mà chúng ta không đào nổi một viên, chẳng những phải nhịn đói mà còn có thể bị đánh đấy, chuyện này sao có thể tùy tiện chọn được chứ? Tiểu Hòa Thượng lo lắng nói, dù sao bây giờ tu vi của bọn họ đã bị phong ấn, đồng thời không thể hấp thu linh khí đất trời để tu luyện, cũng sẽ phải chịu đói. Tin ta đi, từ trước tới nay vận may của ta không tệ. Dương Bách Xuyên cười cười, lựa chọn một hầm mỏ không có người đi vào mà dẫn đầu bước vào. Bên ngoài hầm mỏ có binh sĩ canh gác, bên trong đi một đoạn đường rất dài quả thật không có ai, ngẫm lại cũng là bên trong hầm mỏ không ăn không uống ai có thể chạy trốn, chỉ có thể đi ra, ra bên ngoài có thủ vệ hầm mỏ, trốn không thoát. Trong hầm mỏ rất rộng rãi, cao rộng cũng là 3-4 mét, cũng không lờ mờ giống như trong tưởng tượng, ngược lại rất sáng sủa, bởi vì Dương Bách Xuyên phát hiện đá trong hầm mỏ có màu trắng sữa, có chút ánh sáng nhàn nhạt. Vì vậy không phải lờ mò, có lẽ là đá thai nghén ra linh thạch đều như vậy. Sau khi đi về phía trước khoảng chừng hơn 100 mét, Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng đột nhiên nghe thấy tiếng khóc. Ca, ngươi đừng chết mà, ngươi đừng bỏ lại ta, ca. Đi, chúng ta đi xem thử, Dương Bách Xuyên nói với Tiểu Hòa Thượng. Toàn bộ hầm mỏ rất sâu, đi vào trong khắp nơi toàn lỗ chỗ hố nhỏ, quả thực là đào lung tung may mà mỏ linh thạch. Nếu không bị đào như vậy đã sụp đổ từ lâu rồi. Sau khi nghe thấy tiếng khóc, Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng đi theo tiếng khóc, sau khi đi vào một lỗ nhỏ thì nhìn thấy 2 thanh niên. Một người nằm dưới đất, rơi vào hôn mê sâu, người còn lại ở bên cạnh thút thít nỉ non. Thoạt nhìn 2 người cũng không lớn tuổi, người nằm dưới đất khoảng chừng 20, người đang khóc thút thít thì chừng 18-19 tuổi. Nghe có vẻ là 2 anh em. Dương Bách Xuyên vừa đi qua nhìn thấy 2 người đều gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, mới nhìn đã biết là lâu lắm rồi chưa được ăn gì nên mới đói thành như vậy. Người nằm dưới đất vẫn còn một hơi thở, vết thương chằng chịt, sẹo đã đông lại, hẳn là trước kia từng bị đánh, hơn nữa còn xanh xao vàng vọt, bây giờ chưa chết cũng chỉ còn lại chút hơi tàn. A-di-đà Phật, đội trưởng, Tiểu Hòa Thượng muốn nói chúng ta mau cứu đi. Nhưng lời nói đến cuối cùng đột nhiên cậu ta nhớ ra bây giờ bọn họ cũng là tình trạng Bồ Tát bùn qua sông bản thân khó bảo toàn, hơn nữa pháp khí của cậu ta Thiên Cương Châu cũng đã bị lấy đi lúc bị bắt, làm sao cứu người được. Có điều Dương Bách Xuyên hiểu ý của Tiểu Hòa Thượng, chung quy cậu ta cũng là người xuất gia, lòng mang từ bi, đừng thấy có đôi khi Tiểu Hòa Thượng nói chuyện không đứng đắn, nhưng Dương Bách Xuyên biết trong lòng Tiểu Hòa Thượng không sai. Dương Bách Xuyên vừa định mở miệng thì không ngờ rằng Tiểu Hòa Thượng đã đi tới bên cạnh thanh niên, trực tiếp cắn đầu ngón tay của mình đặt lên miệng thanh niên. Trong lòng Dương Bách Xuyên hốt hoảng, hắn biết Tiểu Hòa Thượng muốn dùng máu của mình để cứu người, làm loại chuyện này dưới tình huống tu vi bị phong ấn rất nguy hiểm, cậu ta sẽ mất nhiều khí huyết. Dương Bách Xuyên vội vàng đẩy Tiểu Hòa Thượng ra nói, ngươi tỉnh lại đi, người ta hết thuốc chữa rồi, khiến chính bản thân mình bị liên lụy ta còn phải tới chăm sóc ngươi nữa. Thế nhưng hắn ta vẫn còn hơi thở, Tiểu Hòa Thượng nói. Ta biết, ngươi là đại từ bi, nhưng ngươi cũng phải xem tình cảnh của chúng ta chứ. Cứu người trước hết phải cứu mình mới được. Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Hòa Thượng, kỳ thật hắn có thể cứu, nhưng mà cứu người ở chỗ này, một khi bị người khác phát hiện bí mật bình càn khôn trên người hắn, đến lúc đó sẽ là chết mà không có chỗ chôn. A-di-đà Phật, cổ Phật từng nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, mắt thấy người này chết đi. Khúc mắc của tiểu tăng không thể tháo gỡ được. Giờ phút này Tiểu Hòa Thượng rất cố chấp. Kỳ thật Dương Bách Xuyên biết đây là đạo mà cậu ta tu. Đúng vào lúc này thiếu niên đang khóc thút thít hoang mang lo sợ nói, hai vị đại ca, cầu xin các ngươi mau cứu ca của ta đi, ta dập đầu với các ngươi. Tiểu thanh niên vừa nói chuyện vừa dập đầu với Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng. Dương Bách Xuyên nhìn Tiểu Hòa Thượng rồi lại nhìn tiểu thanh niên, thở dài một tiếng bảo, thôi được rồi. Hai người các ngươi tránh ra đi, đi ra bên ngoài canh chừng, tuyệt đối đừng để thủ vệ tuần tra phát hiện. Tiểu Hòa Thượng trên mặt vui vẻ, mà tiểu thanh niên thì sững sờ, trong ánh mắt đã hiện lên một chút do dự. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dạng của tiểu thanh niên là biết hắn ta đang không yên lòng về bản thân, hắn bèn nói bằng giọng điệu lạnh lùng, ca ca ngươi chỉ còn lại một chút hơi tàn, ngươi còn có gì mà không yên lòng nữa. Tin ta thì ta sẽ cứu hắn ta một mạng, không tin thì thôi. Ta cũng không muốn mạo hiểm. Tiểu thanh niên nghe vậy toàn thân chấn động, quả thật tình huống hiện tại của anh trai hắn ta chính là chỉ còn chút hơi tàn.
Kỳ thật hắn ta cũng hiểu Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng cũng là tù nhân bị bắt tới, trên người một ngụm nước cũng không có thì làm sao có thể cứu người, nhưng trong lòng hắn ta bây giờ chỉ là muốn bắt lấy một ngọn cỏ cứu mạng mà thôi. Mặt khác thân là tu sĩ, trên người ai mà không có một chút bí mật, chẳng phải hắn ta và anh trai cũng là người có bí mật hay sao? Vì vậy tiểu thanh niên khom người hành lễ với Dương Bách Xuyên rồi nói cảm ơn. Chỉ hai chữ đơn giản nhưng rất chân thành, nói xong hắn ta đi ra ngoài. Tiểu Hòa Thượng cũng đi theo. Dương Bách Xuyên chờ sau khi hai người rời khỏi thì nhìn thanh niên nằm dưới đất, hắn đẩy miệng hắn ta ra, trong lòng hắn hơi động, lấy một giọt nước sinh mệnh từ trong không gian trong bình càn khôn ra đút vào miệng hắn ta. Có một giọt nước sinh mệnh này, cho dù hắn ta muốn chết cũng không được. Tuy rằng tu vi của Dương Bách Xuyên bị phong ấn nhưng bình càn khôn lại không bị ảnh hưởng, đây cũng là nguyên nhân tới bây giờ trong lòng hắn vẫn không lo lắng sẽ chết bao nhiêu, hoặc là vì không đào được linh thạch mà bị đánh. Trong không gian của bình càn khôn có linh thạch, có vật dụng hàng ngày mà hắn tích trữ, bao gồm một ít đồ vật, hơn nữa còn có quả hồng hương, cùng với mấy cây linh quả lúc trước từ vườn thuốc thiên tuyệt của võ đang cấy ghép vào lúc trước, cũng đã kết quả trong linh khí sung túc của không gian bình càn khôn, hắn và Tiểu Hòa Thượng không đói chết, cũng dám chắc không bị đánh. Ba ngày giao ra một hai viên linh thạch vẫn được. Sau khi thanh niên được đút một giọt nước sinh mệnh thì trên khuôn mặt hắn ta trở nên lập lòe ánh sáng, chẳng bao lâu đã có vẻ hồng hào. Lúc này Dương Bách Xuyên kêu vọng ra bên ngoài, hai người các ngươi vào đi. Tiểu Hòa Thượng và tiểu thanh niên nghe thấy Dương Bách Xuyên kêu to thì đi tới. Lúc này thanh niên hôn mê nằm dưới đất cũng mở mắt ra. Ca, tiểu thanh niên kích động vô cùng, chạy tới ôm lấy anh trai. Chấm chấm chấm. Sau khi giải thích một phen, thanh niên biết là Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng cứu hắn ta thì lập tức bái tạ Dương Bách Xuyên. Chư Cát Khổng, cảm ơn ân công cứu mạng. Gia Cát Minh, cảm ơn hai vị ân công. Anh trai tên Chư Cát Khổng, em trai tên Gia Cát Minh. Dương Bách Xuyên nghe xong lập tức vui vẻ, tên của anh em này đúng là khí phách, ghép lại chính là Gia Cát Khổng Minh. Không cần đa lễ, có thể cứu ngươi xem như là duyên phận, có điều có một chuyện anh em các ngươi phải biết, cái gì cũng không cần nói, cũng không cần hỏi, hiểu chưa? Dương Bách Xuyên nhìn hai người dặn dò. Tất nhiên anh em Gia Cát biết Dương Bách Xuyên đang nói tới điều gì, tuy rằng bọn họ đều không nhìn thấy Dương Bách Xuyên dùng phương pháp gì hoặc là thiên tài địa bảo gì cứu người. Nhưng Gia Cát Khổng lại biết trên người Dương Bách Xuyên nhất định có bí mật. Chuyện này ở trong hầm mỏ là chuyện nhất định không được để cho người khác biết, nếu không Dương Bách Xuyên sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Anh em Gia Cát đều hiểu điều này, bọn họ liên tục gật đầu thề tuyệt đối sẽ không nói lung tung nửa chữ. Tuổi bốn người không hơn kém nhau, nói chuyện tới lui thì chẳng mấy chốc cũng thân quen. Lúc tám chuyện trên trời dưới đất Dương Bách Xuyên mới biết hai anh em này đã bị bắt tới đào quặng được nửa năm rồi, có thể sống được tới bây giờ thật sự không dễ dàng. Đồng thời cũng biết bọn họ là người Châu Đông Sơn, thuộc địa hạt Đại Sơn, cách Châu Nam Sơn hàng trăm ngàn dặm. Tiểu Hòa Thượng nghe đến đây thì không nhịn được nói, mấy ngày trước ta ở trong nhà giam từng nghe người ta nói, bốn đại gia tộc hàng đầu địa hạt Đại Sơn có gia tộc Gia Cát, các ngươi không phải là người của gia tộc Gia Cát chứ. Tiểu Hòa Thượng cũng chỉ tùy ý tán gẫu nói vậy mà thôi, nhưng Dương Bách Xuyên lại thấy sắc mặt hai anh em Gia Cát thay đổi, ca ca Gia Cát Khổng thì đỡ hơn một chút, còn em trai Gia Cát Minh thì trực tiếp mặt mày u ám nói các ngươi là người U Dương gia phái tới đúng không? U Dương Hải Đường đúng là tâm kế đủ sâu, hơn nửa năm rồi còn không chịu từ bỏ, bây giờ còn dùng chiêu tình cảm, hừ. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hắn có thể thấy hai anh em Gia Cát có chuyện riêng, nhưng cũng quá mức nhạy cảm. Xem hắn và Tiểu Hòa Thượng trở thành người nhất định phải lấy được thứ gì đó từ bọn họ. Trong chuyện này còn liên lụy tới thành chủ thành Chiêu Giao là U Dương Hải Đường, thoạt nhìn sự việc rất phức tạp. Lúc Dương Bách Xuyên vừa định lên tiếng giải thích một câu thì Gia Cát Minh đã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, bây giờ huynh đệ bọn ta chỉ có hai cái mạng rách này, muốn chém giết muốn róc thịt thì cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng chơi đùa tâm nhãn. Nếu muốn chí bảo của Gia Cát gia bọn ta thì nằm mơ đi. U Dương Hải Đường một đường chủ M Dương Tông nho nhỏ, thành chủ của thành Chiêu Giao cũng vọng tưởng lấy được chí bảo của Gia Cát gia ta, đúng là buồn cười. Giờ phút này hai anh em Gia Cát đã sinh lòng đề phòng sâu đậm với Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng, có thể thấy đã chuẩn bị coi thường cái chết.
Nghe ý của hai anh em này thật sự là người của Gia Cát Gia, một trong bốn đại gia tộc ở địa hạt Đại Sơn. Có điều Dương Bách Xuyên không nghĩ ra là nếu là người của gia tộc Gia Cát ở địa hạt Đại Sơn thì sao lại lưu lạc tới nông nỗi này. Hơn nữa tạm thời không nói những chuyện này, Dương Bách Xuyên bị hai anh em Gia Cát hiểu lầm, trong lòng thật sự khó chịu, góp thêm một giọt nước sinh mệnh, ngược lại còn có cảm giác bị xem là hán gian khiến trong lòng hắn rất tức giận. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi nhìn hai anh em Gia Cát hừ lạnh nói, các ngươi mẹ nó có bệnh không? Gia tộc Gia Cát chó má gì, liên quan quái gì đến ta, thật không hiểu nổi. Tiểu Hòa Thượng, chúng ta đi thôi, coi như cứu phải một con chó. Dương Bách Xuyên nói xong thì trực tiếp bỏ đi, hắn xem như đã nhìn ra rồi, hai anh em này thần kinh căng thẳng dữ dội, nhìn ai cũng là người xấu, cảm giác bị người ta xem thành nhân vật phản diện này khiến Dương Bách Xuyên rất khó chịu, trực tiếp rời khỏi cho xong. Ặc, bọn ta mới tới thành Chiêu Giao đã bị bắt tới chỗ này đào quặng, trước đây căn bản chưa từng nghe thấy gia tộc Gia Cát gì, đều là biết được từ trong miệng của tù nhân. Được rồi, các ngươi đã không tin tưởng thì bọn ta xin từ biệt, tự giải quyết cho tốt đi. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu rời khỏi. Tiểu Minh, có lẽ chúng ta đã hiểu lầm người ta rồi. Gia Cát Khổng nói. Ca đừng bị mắc lừa, bọn chúng đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy. Ta thấy bọn chúng 89 phần 10 là người mà bà già U Dương Hải Đường kia phái tới moi móc bí mật của chúng ta, không phải loại gì tốt lành. Gia Cát Minh có chút cực đoan nói. Gia Cát Khổng lắc đầu bảo, nhìn ánh mắt của bọn họ không giống, ánh mắt không biết lừa người. Hơn nữa bây giờ ta cảm thấy thương tích đã khỏi hẳn, người xem ngay cả vết thương bên ngoài cũng đã biến mất, một chút sẹo cũng không để lại. Giờ phút này ta có thể cảm giác được trong cơ thể sức sống cuồn cuộn không ngừng, bây giờ cho dù nửa tháng không ăn cơm cũng có thể chịu đựng được. Tuy rằng không biết Dương Bách Xuyên cho ta sử dụng thiên tài địa bảo gì, nhưng nhất định không phải vật tầm thường, U Dương Hải Đường há có thể dùng trí bảo như thế để diễn trò. Người quá nhạy cảm rồi, mau đuổi theo đi. Người gia tộc Gia Cát ân oán rõ ràng, người khác cứu mạng ta, chúng ta còn xem người ta thành người xấu, như thế chẳng phải là lấy oán trả ơn hay sao? Về phần bí mật của gia tộc dứt khoát nói cho bọn họ biết thì có làm sao, nếu không phải tại bí mật này thì một mạch Đông Sơn của chúng ta đã không bị diệt môn, chỉ còn lại hai người chúng ta. Đội trưởng đợi ta với Tiểu Hòa Thượng đuổi theo Dương Bách Xuyên. Ta nghe thấy rất khó chịu đấy, ở đây hai chúng ta hiện tại là Phật Bùn. Còn là cá mè một lứa, gọi tên ta đi, đừng gọi đội trưởng nữa, miễn lại dẫn thêm phiền phức không cần thiết, ta gọi ngươi là Tiểu Phàm. Dương Bách Xuyên cười nói. Được, ta gọi ngài là Lão Đại đi, dù sao ngài cũng bảo vệ ta. Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm nói. Dương Đại Ca, người anh em Tiểu Phàm đi theo tôi, đây không phải là nơi nói chuyện, toàn bộ quặng mỏ, không chỉ có mỗi chúng ta, còn có những người khác, và lại mỗi ngày đều có binh sĩ đến tuần tra. Thấy chúng ta không phải người của họ, chắc chắn sẽ bị ăn roi. Chư Cát Khổng nói chuyện, đi về phía trước. Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng đi theo sau hai anh em Chư Cát. Đi hơn 20 phút, Chư Cát Khổng dừng lại, đi vào một hầm mỏ nho nhỏ có vẻ như vừa mới được đào. Cùng đi vào quả thật nhìn thấy một số người đang đào mỏ, mỗi người tự mình đào chỗ riêng của mình. Nơi này xem như địa bàn của anh em Chư Cát. Dương Đại Ca, nơi này là nơi sâu nhất quặng mỏ, gần như không có ai đến, và lại linh thạch mà huynh đệ bọn ta đào được đều ở đây, cho nên tỷ lệ đào được linh thạch ở đây khá cao. Sau này hai người cũng đến đây đi, Chư Cát Khổng giải thích đơn giản một số công việc đào linh thạch cho Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng. Sau đó nói với em trai Chư Cát Minh, Tiểu Minh, ngươi ra ngoài trông coi đi, huynh nói chút chuyện với Dương Đại Ca. Trong mắt Chư Cát Minh hơi sốt ruột. Hắn ta biết anh trai định nói ra bí mật của nhà Chư Cát, đổi lấy sự tin tưởng từ Dương Bách Xuyên, định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của anh trai Chư Cát Khổng cản lại, chỉ có thể không tình nguyện đi ra ngoài hầm nhỏ canh chừng. Dương Bách Xuyên nhìn biểu cảm của hai anh em nhà Chư Cát trong mắt, biết ngay có việc, nhưng lại giả bộ như không biết gì, thật ra trong lòng hắn cũng rất tò mò Chư Cát Khổng sẽ nói chuyện gì. Tương tự nếu Chư Cát Khổng không thể nói ra điều gì khiến hắn tin tưởng. Hắn sẽ không ở lại giúp đỡ hai anh em Chư Cát. Chờ đến khi em trai Chư Cát Minh rời đi, Chư Cát Khổng nhìn Dương Bách Xuyên nói thẳng, Dương Đại Ca, trước đó em trai ta hiểu lầm hai vị thật ra cũng có thể hiểu, nói đến cùng cũng vì bí mật gia tộc ta mới rước lấy mầm tai vạ. Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng không ngắt lời Chư Cát Khổng, chờ hắn ta nói tiếp,
biết nay Chư Cát Khổng vẫn còn điều quan trọng chưa nói, có lẽ có bí mật to lớn khó lường nào đó. Chỉ nghe Chư Cát Khổng tiếp tục nói, gia tộc Chư Cát chúng tôi so với khắp Sơn Hải giới có thể sánh vai với các gia tộc tông môn cao cấp, thế nhưng cũng vì tổ tiên để lại một bộ trận pháp mà chia năm xẻ bảy. Chỉ dựa vào một bộ trận pháp, nhà Chư Cát ta đứng trong Sơn Hải giới mấy ngàn năm không ngã, đứng song song với những đại tông môn đứng đầu mấy ngàn năm, đáng tiếc, ngàn năm trước sau khi tổ tiên ta truy đạo rồi mất tích, gia tộc ta cũng mau chóng trở nên cô quạnh, rất nhiều tông môn vì bộ trận pháp kia mà phá hủy cả gia tộc Chư Cát. Chúng ta liên tục trốn thoát, mai danh ẩn tích ở Đông Châu, mấy ngàn năm trôi qua rồi vẫn có người chưa từ bỏ ý định, tra được bọn ta là huyết mạch của gia tộc Chư Cát năm đó. Sau đó núi Đông Châu liên tục bị hủy diệt, huynh đệ bọn ta là được bậc cha chú liều chết bảo vệ thoát ra ngoài, trà trộn vào trong nhóm thương nhân, kết quả lúc đi vào thành Chiêu Giao lại bị bắt đi, thành chủ Chiêu Giao là U Dương Hải Đường không biết có được tin tức từ đâu, nói là trong nhóm thương nhân có người của gia tộc Chư Cát. Nhóm thương nhân hơn 300 người đều bị bắt đi đào mỏ, nói rằng, chỉ cần bọn ta giao ra trận pháp của gia tộc Chư Cát, sẽ tha cho tất cả mọi người. Thật ra U Dương Hải Đường cũng chỉ suy đoán, bà ta cũng không biết chính xác rốt cuộc trong nhóm thương nhân có người của gia tộc Chư Cát không, có lẽ chỉ muốn có được manh mối trận pháp mà thôi. N. Dương Hải Đường coi mọi người trong đội thương nhân đều là người gia tộc Chư Cát, kể cả hai huynh đệ bọn ta, nhưng bà ta không xác định được, trong hơn nửa năm người trong nhóm thương nhân chết dần số người sống sót chưa tới 50 người, mỗi người chúng ta đều đang chiến đấu trên tinh thần. Nên trước đó em trai ta mới nhạy cảm với mọi người như vậy. Tuy nói huynh đệ bọn ta thẹn với tất cả thương nhân, nhưng đã kiên trì đến cuối cùng, chúng ta cũng không còn cách nào khác, trên người huynh đệ bọn ta đang mang sứ mệnh gia tộc. Nói đến cuối cùng biểu cảm của Chư Cát Khổng đau đớn đến không thể nói được nữa, nhưng Dương Bách Xuyên ít nhiều cũng có thể hiểu cho hắn ta một chút, lòng dạ Chư Cát Khổng không tệ vì toàn bộ nhóm thương nhân vì bọn họ mà bị liên lụy. Trên người còn gánh vác kỳ vọng phục hưng gia tộc của bậc cha chú, hắn ta sống đến bây giờ đã không hề dễ dàng. Điều khiến Dương Bách Xuyên không ngờ tới là, Chư Cát Khổng đột nhiên quỳ rạp xuống trước mặt hắn giọng nói cầu xin, Dương đại ca, ta cảm nhận được ngài không phải người bình thường, ngài chắc chắn có cách thoát ra ngoài, trên người huynh đệ bọn ta gánh vác sứ mệnh phục hưng gia tộc Chư Cát không thể chết, nếu có thể xin Dương đại ca dẫn theo anh em ta, ngày tổ tiên Chư Cát Ngọa Long trở về. Chắc chắn sẽ hậu tạ Dương đại ca thật tốt. Ngươi nói gì, tổ tiên ngươi là Chư Cát Ngọa Long. Trong lòng Dương Bách Xuyên hơi dao động, cái tên này khá nổi tiếng ở địa cầu, Chư Cát Ngọa Long chính là Chư Cát Lượng tiếng tăm lừng lẫy. Vâng, tổ tiên là Chư Cát Ngọa Long, ngàn năm trước ông ấy đột nhiên biến mất ở trời Sơn Hải giới, nhưng bản mệnh bài của tổ tiên vẫn chưa từng vỡ, điều này nói rõ ông ấy chắc chắn vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Chư Cát Khổng nói. Chư Cát Lượng, biểu tự Khổng Minh, hiệu Ngọa Long, là thừa tướng nhà Thục Hán thời kỳ Tam Quốc, lúc còn sống ở địa cầu được phong làm Vũ Hưng Hầu, sau khi chết có thủy hiệu là Trung Vũ Hầu, nhà Tấn vì tài năng quân sự đặc biệt truy phong ông là Võ Hưng Vương. Phát minh các loại trâu gỗ ngựa máy, đèn Khổng Minh, còn cải tạo liên nỏ, gọi là nỏ Chư Cát, một nỏ bắn ra 10 mũi tên, đứng trong vòng 5 trượng là chết. Nếu là người Chư Cát Khổng nói. Như vậy Chư Cát Lượng vốn dĩ không hề chết. Hoặc là nói ông xuất hiện ở địa cầu một khoảng thời gian, sau khi chết đi, thật ra là trở về Sơn Hải giới. Chư Cát Khổng nói nhà Chư Cát vì trận pháp mà bị hai thế lực lớn hủy diệt, trận pháp đó là trận pháp gì, trong đầu Dương Bách Xuyên đã có đáp án. Hắn lùi lại hỏi Chư Cát Khổng, trận pháp tổ tiên nhà ngươi có phải là bát trận đồ không? Sao ngài biết, Chư Cát Khổng kinh ngạc. Rất nhiều người chỉ biết tổ tiên Chư Cát Ngọa Long của gia tộc Chư Cát để lại một bộ trận pháp có 102, nhưng lại không biết tên là gì, cực kỳ ít người biết, không ngờ tới Dương Bách Xuyên lại một phát nói ra. Dương Bách Xuyên nhìn biểu cảm của Chư Cát Khổng là biết ngay Chư Cát Lượng địa cầu chính là Chư Cát Ngọa Long Sơn Hải giới, nhếch miệng cười nói, tổ tiên nhà ngươi có phải từng đi qua nơi gọi là Trung Quốc địa cầu đúng không? Hay là nói phía bên kia của các ngươi là bên ngoài Sơn Hải giới? À ta biết rồi, hai người là người đến từ bên ngoài Sơn Hải giới. Chư Cát Khổng kinh ngạc nói. Dương Bách Xuyên cười nhẹ, coi như thừa nhận. Khó trách ngài một phát là nói ra trận pháp do tổ tiên nhà ta sáng tạo ra, thật ra tên đầy đủ của nó là thần quỷ bát trận đồ, là 8 trận nhỏ khác nhau gọi là bát trận đồ, kết hợp lại với nhau chính là thần quỷ bát trận đồ,
ta cũng chưa từng tận mắt chứng kiến, dù sao nghe nói khi khởi động thần quỷ bát trận đồ sẽ có uy lực khó lường. Tổ tiên chính xác đi ra bên ngoài Sơn Hải giới là Trung Quốc địa cầu, thần quỷ bát trận đồ, nỏ chư cát, đèn minh đăng bay vạn dặm, châu gỗ ngựa máy đều được sáng tạo ở Trung Quốc. Thật ra người đời chỉ biết đến uy lực của thần quỷ bát trận đồ do tổ tiên chư cát ngọa long sáng tạo ra, thật ra nỏ chư cát, đèn khổng minh, châu gỗ ngựa máy đều là thần khí thế gian. Nhưng nói nỏ chư cát cho dù là đánh gần hay đánh xa, đều có hiệu quả, trong ghi chép cổ của gia tộc, nỏ chư cát từng bắn chết hơn trăm cao thủ kỳ nguyên anh. Đèn khổng minh mặc dù có thể đi nghìn dặm, không thể so được với châu gỗ ngựa máy, nhưng đèn khổng minh lại có thể phi hành ẩn thân, mà châu gỗ ngựa máy là pháp khí thượng thừa phi hành vạn dặm, chỉ tiếc những thứ thần kỳ này bây giờ không thể tìm thấy, nếu không gia tộc chư cát ta sao có thể bị kẻ xấu liên tục chém giết. Chư cát khổng vô cùng tức giận nói. Dương Bách Xuyên dần hiểu rõ, chư cát khổng nói bí mật trong lòng với mình, chắc chắn có thâm ý, cảm giác hắn ta chưa nói hết. Hắn đỡ hắn ta dậy nói, thật sự không dám giấu giếm, ta thật sự có chút thủ đoạn để sống sót trong quặng mỏ, nhưng muốn trốn thoát thật sự không dám chắc, ta đồng ý với ngươi, nếu thật sự tìm được cách trốn thoát, đến lúc đó chắc chắn sẽ dẫn theo anh em hai người, không nói đến tổ tiên ngươi đã cống hiến cho Trung Quốc chỉ riêng sự sùng bái của con cháu Trung Quốc là ta đối với Ngọa Long tiên sinh. Có thể trốn thoát ta cũng sẽ dẫn theo anh em hai người cùng đi. Cảm ơn Dương Bách Xuyên đại ca, chư cát khổng nói cảm ơn thật to. Dương Bách Xuyên cười khổ nói, người đừng cảm ơn ta quá sớm, có thể trốn ra ngoài hay không ta cũng không chắc chắn, đầu tiên phải mở rộng phong ấn trên người, mới có cách để chạy trốn. Ta tin tưởng Dương đại ca chắc chắn có cách, trong ghi chép cổ của gia tộc, tổ tiên chư cát Ngọa Long từng đánh giá rằng, người Trung Quốc biết tất cả mọi thứ, ta tin tưởng Dương đại ca sẽ có cách. Chư cát khổng vuốt mông ngựa có chừng mực. Nếu thật sự là biết tất cả mọi thứ thì ngược lại dễ rồi. Lắc đầu cười khổ, Dương Bách Xuyên hỏi về vấn đề con đường Sơn Hải giới. Chư cát khổng, ngươi có biết nơi nào Sơn Hải giới có con đường đến Trung Quốc không? Không phải hai người đến từ Trung Quốc sao? Chư cát khổng nghi ngờ. Bọn ta chỉ vô tình đến thôi. Vì con đường bị sụp đổ mà rơi vào cơn bão không gian, sau khi tỉnh lại đã ở đây rồi, trên thực tế phía bên bọn ta con đường đi đến Sơn Hải giới cái thì bị hủy diệt, cái thì bị phong ấn, bây giờ ta đang nghĩ cách để trở về. Dương Bách Xuyên nói. Nghe Dương Bách Xuyên nói xong chứ cắt khổng trầm tư, một lúc sau mới nói cái này sợ là bây giờ rất khó, dựa theo ghi chép cổ của gia tộc ta, con đường thông giữa Sơn Hải giới và Trung Quốc, ta không biết nhiều, chỉ có một cái. Còn là trong ghi chép của tổ tiên chư cát Ngọa Long, ở biên giới Đại Sơn của Đại Lục Trung Sơn, cũng không biết bây giờ còn ở đó không. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe thấy trong lòng vui vẻ, chỉ cần vậy thì vẫn còn hy vọng, vội vàng hỏi, Đại Lục Trung Sơn. Người có biết Đại Lục Trung Sơn ở đâu không? Chư cát khổng hơi do dự nhưng mà vẫn gật đầu nói, biết, trong di tích của gia tộc chư cát ta, năm đó nhà chư cát ta ở ngay trung tâm biên giới Đại Sơn của Đại Lục Trung Châu. Con đường đó không biết vì sao bị gia tộc phong ấn, muốn mở con đường đó chỉ có thể dùng thần quỷ bát trận đồ của tổ tiên mới được, nhưng mà... Lúc nói đến đây, chư cát khổng dừng lại. Dương Bách Xuyên sốt ruột hỏi, nhưng mà cái gì? Có khó khăn gì sao? Chư cát khổng nhìn Dương Bách Xuyên, sau khi trầm tư mấy giây, cắn răng một cái như đã đưa ra quyết định trọng đại nào đó mở miệng nói, Dương đại ca là ân nhân cứu mạng của ta, bây giờ ta cũng bất mãn với ngài. Muốn mở ra phong ấn của tổ tiên chư cát Ngọa Long, đầu tiên là phải có thần quỷ bát trận đồ, chỉ có mượn uy lực của thần quỷ bát trận đồ mới mở được phong ấn. Thế nhưng mà, nơi để thần quỷ bát trận đồ, thật ra đã bị tổ tiên đặt ở một góc nhỏ trong bí cảnh thiên địa, gọi là kho báu Ngọa Long, trong đó ngoại trừ thần quỷ bát trận đồ còn có ba chí bảo đèn khổng minh, châu gỗ ngựa máy, nỏ chư cát. Mà kho báu Ngọa Long lại ở Đại Lục Trung Sơn. Cũng là lúc nửa năm trước huyết mạch Đông Sơn nhà ta bị hủy diệt, ba ta tìm ra bí mật gia tộc, mà chỉ có huyết mạch gia tộc chư cát mới mở được kho báu Ngọa Long. Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút cảm động, chư cát khổng vậy mà lại nói ra bí mật lớn như vậy cho hắn biết, cũng đã nói rõ, hắn ta hoàn toàn tin tưởng mình. Nhìn chư cát khổng, Dương Bách Xuyên đột nhiên cảm thấy có phải đây là ý trời không? Hắn nghĩ đến sau này làm thế nào để trở lại Trung Quốc địa cầu? Đang lo lắng không tìm được đường, lại cứu được chư cát khổng một mạng, sau đó có được những tin tức này. Trong cõi U Minh quyết định tự do đấy.
Xem ra hai anh em Chư Cát Khổng và Chư Cát Minh bây giờ, vẫn gắn liền với vận mệnh của mình, chỉ ít là trong khoảng thời gian ngắn là thế, muốn về địa cầu thì phải giúp Chư Cát Khổng tìm ra kho báu Ngọa Long mới được. Dương Bách Xuyên biết chắc kho báu này chắc chắn rất khó tìm. Hắn nghĩ một hồi rồi hỏi, người có biết vị trí cụ thể kho báu Ngọa Long không? Chư Cát Khổng hơi lúng túng nói, cha ta trước khi lâm chung có nói nó xuất hiện trong di tích của gia tộc Chư Cát ta ở đại lục Trung Sơn, không nói vị trí cụ thể, nhưng ta tin tưởng chắc chắn sẽ tìm ra kho báu tổ tiên, phục hưng gia tộc Chư Cát chúng ta, còn nữa Dương đại ca yên tâm, ta thề chỉ cần tìm thấy kho báu Ngọa Long, nhất định sẽ giúp ngài mở phong ấn con đường đưa ngài trở về. Dương Bách Xuyên cười khổ ha ha, bây giờ tất cả đều không có bóng, nhưng mà tóm lại đã có một manh mối. Ta cảm ơn ngươi trước, nhưng trước mắt chúng ta vẫn phải cân nhắc làm thế nào để chạy thoát khỏi nơi này đã rồi hắn cân nhắc đến vấn đề khác. Nói cũng đúng, Chư Cát Khổng xấu hổ gật đầu. Đúng lúc này Chư Cát Minh bảo vệ bên ngoài vội vàng chạy vào nói ca, Dương đại ca, Kim Diêm Vương Kim Bất Hoài đến tuần tra, chúng ta phải mau chóng đi đào mỏ. Vừa nói xong mọi người đều thay đổi sắc mặt, tự mình cầm xẻng sắt lên bắt đầu đào rầm rầm trong hang. Chưa đến 2 phút, trong không gian nhỏ vang lên tiếng bước chân, Dương Bách Xuyên xem xét quả nhiên Kim Bất Hoài dẫn theo người đi vào, roi trong tay ông ta còn có vết máu, rất rõ ràng là vừa mới quất người khác. Chư Cát Khổng bên cạnh nhìn thấy Dương Bách Xuyên ngừng việc nhìn Kim Bất Hoài là biết sắp có chuyện chẳng lành, vội vàng nháy mắt với Dương Bách Xuyên để Dương Bách Xuyên đừng dừng lại, đừng nhìn Kim Bất Hoài. Dương Bách Xuyên nhìn thấy Chư Cát Khổng nháy mắt, cũng hiểu ra, vội vàng xoay người bắt đầu đào. Nhưng lúc này một tiếng xé gió vang lên. Bốp! Suýt Dương Bách Xuyên hít một hơi khí lạnh, không ngờ tới con chó hoang Kim Bất Hoài này nói đánh là đánh. Dân đen nhìn cái gì? Tranh thủ thời gian đào, trong vòng 3 ngày mà không đào được một viên linh thức, Kim gia gia quật chết bọn mày. Kim Bất Hoài hung dữ mắng Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên nắm chặt xẻng sắt trong tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trong lòng hắn nổi lên lửa giận. Hắn đường đường là đệ tử của Tán Tiên 12 kiếp, môn chủ Vân Môn, nào từng bị người khác bắt nạt như thế. Lúc này đã định vung xẻng sắt trong tay lên đánh trả Kim Bất Hoài. Chư Cát Khổng luôn lén chú ý đến Dương Bách Xuyên nhìn thấy cánh tay Dương Bách Xuyên nổi gân xanh, biết ngay Dương Bách Xuyên không thể nhịn nổi cơn tức giận, là thiếu tấu chuyện xấu, tu vi không bị phong ấn, còn có thể đấu một trận với Kim Bất Hoài, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều bị phong ấn tu vi thì đấu thế nào được. Có bao nhiêu người đã mất mạng dưới tình huống này? Nhìn đến đây Chư Cát Khổng vội vàng giữ lấy tay Dương Bách Xuyên trước, nặn ra nụ cười với Kim Bất Hoài nói, Kim gia bớt giận, tiểu tử này mới đến không hiểu quy định, ngài yên tâm ta sẽ thay Kim gia giám sát hắn đào mỏ thật tốt. Bốp! Kim Bất Hoài trực tiếp quất roi lên mặt Chư Cát Khổng, cười lạnh nói, tiểu tử lắm mồm, nhưng mà xem như mày thức thời, Kim gia tao không so đo, đào thật tốt đi. Đừng có lười biếng. Không đào được linh thạch thì tụi mày biết hậu quả. Trên mặt Chư Cát Khổng xuất hiện một vết máu, da thịt cũng nứt ra, trên trán toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn nặn ra khuôn mặt tươi cười như cũ, đưa mắt nhìn Kim Bất Hoài dẫn người rời đi, hắn ta cố gắng đứng ngăn trước Dương Bách Xuyên, lắc đầu ra hiệu chớ làm điều dại dột với Dương Bách Xuyên. Kim gia đi thong thả, chúng ta nhất định sẽ đào thật nhiều linh thạch, Chư Cát Khổng đưa mắt nhìn Kim Bất Hoài gọi theo. Dương Bách Xuyên tỉnh lại từ xúc động ban đầu, hắn cũng biết mình quá xúc động, vừa nãy nếu ra tay, người chết chắc chắn là hắn. Nếu không phải Chư Cát Khổng ngăn cản, lúc này nói không chừng hắn đã nằm xuống. Nhìn vết thương trên mặt Chư Cát Khổng, Dương Bách Xuyên nắm chặt nắm đấm, ân tình này và mối thù này, hiện tại hắn chỉ có thể ghi trong lòng, Kim Bất Hoài này để nằm trong danh sách phải giết của hắn. Còn có ba anh em mặt sẹo thắt bím, đều là kẻ đáng chết. Đừng để hắn mở phong ấn, một khi hắn mở phong ấn, thì kẻ chết đầu tiên chính là Kim Bất Hoài. Cũng chính vào lúc này hắn bắt đầu coi Chư Cát Khổng là bạn bè. Chư Cát Khổng cũng thật sự coi hắn là bạn bè, hoặc là nói đánh một ván cược trên người hắn, cột mạng hai anh em họ lên người mình, từ một góc độ khác mà nói thì Chư Cát Khổng cũng đang bảo vệ lợi ích của hắn ta. Nhưng mà cho dù như thế nào Dương Bách Xuyên thật sự cảm động, hắn biết từ giờ phút này, có thể thể hiện tình cảm với Chư Cát Khổng. Dương Bách Xuyên nghiêm túc nhìn Chư Cát Khổng nói, Chư Cát cảm ơn. Không cần đâu Dương đại ca, cái mạng này của ta cũng là do ngài cứu, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn,
muốn nói cũng phải là tôi nói mới đúng. Chư Cát Khổng nói. Được, về sau chúng ta chính là anh em. Dương Bách Xuyên nhìn hắn ta nói. Tiểu Hòa Thượng vội vàng nói, lão đại còn ta nữa. Ta nữa Chư Cát Minh cũng chen vào. Đúng, bốn người chúng ta sau này là anh em. Trong phút chốc khoảng cách giữa bốn người dường như được kéo gần lại không ít. Dương Bách Xuyên lấy bồi nguyên đan trong bình càn khôn cho Chư Cát Khổng ăn. Chư Cát Khổng biểu cảm bất ngờ, sau đó cũng không hỏi nhiều, hắn ta đã sớm đoán được trên người Dương Bách Xuyên có pháp khí lưu trữ, chỉ là không nghĩ tới hắn lại mang theo bên người, anh em bọn họ cũng có pháp khí lưu trữ, nhưng mà lúc ở trong thành Chiêu Giao đã bị lấy đi. Đến cả cây châm trên người cũng không thể giấu được, không biết Dương Bách Xuyên làm thế nào mà mang pháp khí lưu trữ bên người được. Điều này Chư Cát Khổng rất muốn hỏi, nhưng hắn ta là người thông minh. Đi hỏi ngược lại không tốt, nói cảm ơn rồi ăn đan dược. Dù sao hắn ta chỉ cần biết giờ phút này Dương Bách Xuyên coi hắn ta là anh em là được rồi. Sau đó Dương Bách Xuyên để Tiểu Hòa Thượng đi ra ngoài canh chừng, lấy ra một đôi linh quả từ trong bình càn khôn cho anh em Chư Cát nói ăn mấy linh quả này trước đã. Cảm ơn Dương đại ca. Chư Cát Minh rốt cuộc cũng càng nhỏ tuổi không hề khách khí cầm lên ăn luôn, hắn ta thật sự đói chết rồi. Mà Chư Cát Khổng trước kia từng dùng nước sinh mệnh, trong thể nội có đầy đủ năng lượng, ít nhất có thể kiên trì 7-8 ngày không ăn cơm vẫn được, nhưng em trai hắn ta Chư Cát Minh thật sự không được, hơn nửa năm đều phải chịu đói. Bây giờ thấy Dương Bách Xuyên lấy ra linh quả, hai con mắt đều xanh cả rồi. Ăn ngon, Chư Cát Minh liên tục nói. Hắn ta thật sự rất đói, hơn nửa năm rất ít khi ăn đồ ăn, nếu không phải vận khí hơi may mắn chút. Lâu lâu đào được một hai viên linh thạch đổi chút gì đó ăn, lại thêm lần nào anh trai cũng chia cho em trai Chư Cái Minh, nếu không đã chết đói rồi. Ăn từ từ thôi, ăn xong vẫn còn. Dương Bách Xuyên cười cười mình cũng ăn một quả, tu vi bị phong ấn, không thể vận chuyển chân khí, thật sự sẽ cảm thấy đói khát. Nhưng mà... trong không gian bình càn khôn của hắn có linh quả và nhiều vật dụng ăn uống hàng ngày chuẩn bị trước kia nên không cần lo lắng. Khoảng thời gian sau đó, Dương Bách Xuyên gần như không cần ra tay đào linh thức, đều do Tiểu Hòa Thượng Liễu Phàm đi theo hai anh em Chư Cát đào, ba ngày vận khí coi như không tệ, đào được một viên. Bốn người dựa theo Kim Bất Hoài lập ra quy định, cứ ba ngày mỗi người không nộp một viên linh thạch, thì thứ chờ đợi bọn họ là đòn roi. Để không bị đánh. Dương Bách Xuyên đương nhiên lấy ra linh thạch trong không gian bình càn khôn của mình bổ sung lỗ hổng nộp lên trên. Về vấn đề ăn uống, cơ bản cũng không cần lo lắng, không gian bình càn khôn có cả vỉ nướng, nếu không phải lo lắng mùi hương sẽ khiến người khác thăm dò, Dương Bách Xuyên còn nghĩ đến chuyện nướng đồ ăn ăn. Bốn người mỗi ngày ăn linh quả và đồ ăn vặt các loại sống qua ngày, cũng coi như sống không tồi, chớp mắt một cái đã qua một tháng, bốn người vẫn vững vàng chưa từng bị đánh chưa từng chịu đói. So với những người khác trong hầm mỏ, ai cũng sắc mặt hồng hào. Dương Bách Xuyên trong một tháng này, cũng không hề làm gì, chỉ nghiên cứu làm thế nào để phá vỡ phong ấn trên người. Ba người anh em Chư Cát và Tiểu Hòa Thượng thì đóng vai cu li đào mỏ hòng che giấu tai mắt người ngoài. Trong vòng một tháng, Dương Bách Xuyên thử đủ cách phá giải phong ấn trên người, đến cả cách em mờ Dương Ngũ Hành Châm cũng đã dùng, đâm cả người mình thành con nhím cũng không có tác dụng. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng bức bối, nguyền rủa đám mặt thẹo kia mấy trăm lần. Tiểu Hòa Thượng và anh em Chư Cát đều biết Dương Bách Xuyên đang nghĩ cách, nhìn Dương Bách Xuyên tính tình càng lúc càng khó ở, càng ngày càng cáu kỉnh. Mọi người đều không dám nói chuyện với Dương Bách Xuyên. Không còn cách nào khác, mấy hôm nay Dương Mỗ quá nóng nảy, nguyên nhân đều là do không giải được phong ấn. Tiểu Hòa Thượng chính là người bị hại. Ban đầu Tiểu Hòa Thượng là thật lòng muốn an ủi Dương Bách Xuyên đừng gấp, từ từ thử, kết quả lại bị Dương Mỗ đấm đá một trận, đánh Tiểu Hòa Thượng thành đầu heo. Sau đó ba người Tiểu Hòa Thượng và anh em Chư Cát, đều trốn tránh Dương Bách Xuyên. Chỉ khi binh sĩ tuần tra đến mới đi thông báo với Dương Bách Xuyên một tiếng, cầm sẻng sắt làm bộ đào đào bới bới một chút. Tình huống như vậy duy trì 3 tháng, Dương Bách Xuyên vẫn không tìm ra cách phá bỏ phong ấn. Mắt thấy linh thạch trong không gian bình càn khôn cũng vơi bớt mỗi ngày, trong lòng hắn càng bực bội. 3 tháng nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, bọn họ rất ít khi ra ngoài, chỉ lâu lâu vì che giấu tai mắt người khác, mới ra ngoài hít thở không khí. Anh em Chư Cát khác chút, đến đây lâu, đã thích ứng với nơi này.
Tiểu hòa thượng Liễu Phàm lại khác, sau 3 tháng, hắn ta cũng trở nên phiền não, một ngày nào đó lúc 4 người đang ăn cơm, tiểu hòa thượng ngoài miệng phàn nàn nói, cuộc sống thế này khi nào mới kết thúc đây, Phật tổ hiền linh đưa tiểu tăng ra khỏi nơi này đi. Tiểu tăng thật sự rất khổ, ngày nào cũng như ngồi tù, không gian hoạt động cũng bị hạn chế, cứ tiếp tục thế này đệ tử không thể thành kính kính Phật, ta sắp điên luôn rồi a. Vốn tiểu hòa thượng đang phát bực, nhưng Dương Bách Xuyên lại đột nhiên mở to mắt, thình lình ngắt lời tiểu hòa thượng, ngươi mới nói cái gì? Ấy lão đại ta là đang phát cáu, ngài đừng đánh ta đi đào mỏ. Tiểu hòa thượng còn tưởng Dương Bách Xuyên lại muốn đánh mình. Không phải, ý ta là ngươi lặp lại lời ngươi vừa mới nói lần nữa, vừa rồi ngươi nói cái gì? Trong đầu Dương Bách Xuyên đột nhiên lóa lên tia sáng, hình như hắn có thể tìm ra cách hóa giải phong ấn, ngay trong lời tiểu hòa thượng vừa mới nói, nhưng suýt chút nữa hắn đã bỏ lỡ, nên ánh mắt nóng cháy bắt đầu truy hỏi tiểu hòa thượng. Ta nói Phật tổ cứu ta ra ngoài đi. Tiểu hòa thượng bị con mắt đỏ lòng của Dương Bách Xuyên dọa sợ, còn tưởng Dương Bách Xuyên bị điên. Không phải câu này, ngươi lặp lại lời vừa rồi một lần từ đầu đến cuối đi, nhanh, hình như ta nhận ra gì đó rồi. Dương Bách Xuyên nhìn chằm chằm tiểu hòa thượng nói. Tiểu hòa thượng sững người, lấy lại tinh thần nhắc lại lời nói bực tức vừa rồi một lần từ đầu đến cuối. Không gian ta ngược lại quên mất nó, có lẽ đây là cách cuối cùng. Sau khi Dương Bách Xuyên nghe tiểu hòa thượng nói hai chữ không gian, đột nhiên nghĩ đến không gian liên tử trong đầu hắn, nghĩ đến ý thức có thể đi vào không gian liên tử, nghĩ đến sức mạnh của không gian liên tử. Có lẽ anh có thể thử dùng sức mạnh của liên tử để mở ra phong ấn. Lúc này Dương Bách Xuyên ngồi thẳng người nhắm mắt bắt đầu cảm nhận mối liên kết với liên tử, lúc nghĩ đến không gian liên tử, hắn nghĩ đến sự yên tĩnh trong không gian liên tử, trong bóng tối vô tận mới có thể ổn định lại tinh thần, suy nghĩ biện pháp thật tốt, hắn biết trong khoảng thời gian này mình thấp thỏm nóng nảy, như thế sẽ không nghĩ được cách, chỉ làm hỏng việc. Giờ phút này tâm cảnh hắn lặng như nước, cẩn thận cảm nhận sự tồn tại của liên tử trong đầu, trong cơn tức giận thậm chí còn quên đi sự tồn tại của liên tử trong đầu mình. Sau khi vào tâm cảnh, 15 phút sau trong đầu Dương Bách Xuyên hiện ra một viên liên tử ung dung tỏa ra ánh sáng đen, có thể cảm nhận giữa hắn và liên tử có một tiếng nổ. Trong lòng nghĩ đi về phía liên tử, hắn muốn thử xem, có thể dẫn sức mạnh của liên tử đánh vào sức mạnh phong ấn trên người mình không. Tiểu hòa thượng và huynh đệ nhà Gia Cát nhìn thấy Dương Bách Xuyên nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười, đây là tình huống chưa từng xảy ra trong 3 tháng qua, ba người liếc nhìn nhau. Bọn họ đều có chút kích động, lẽ nào Dương Bách Xuyên đã nghĩ ra cách mở phong ấn tu vi rồi. Lần này, ba người họ đều đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi không gian nhỏ, đi ra bên ngoài hộ pháp cho Dương Bách Xuyên. Lúc này, sau khi ý thức của Dương Bách Xuyên tiếp xúc được với liên tử, hắn thật sự rất kích động, vốn nghĩ mình không thể sai khiến được lực lượng của liên tử, nhưng không nghĩ tới tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng rất kỳ lạ từ liên tử tản ra. Đương nhiên cũng chỉ có duy nhất một luồng khí, rất mỏng và yếu, thế nhưng lại có thể thành công triệu hoán lực lượng của liên tử, chỉ một chút này thôi cũng khiến hắn mãn nguyện rồi, đây là một khởi đầu tốt. Bây giờ nó là sức mạnh duy nhất mà hắn có thể sử dụng, có phá vỡ được phong ấn của tên mặt sẹo này hay không thì phải nhờ vào lực lượng liên tử này. Vốn tưởng rằng nếu không thành công, thần thức của hắn sẽ tiến vào không gian liên tử tìm biện pháp, không ngờ trong thời gian ngắn đã thành công rồi. Mặc dù liên tử rất thần bí nhưng nó đã tiến vào thần thức của hắn, chung quy cũng xem như là đồ của hắn, có thể kết nối, điều phối một tia lực lượng của liên tử cũng là điều bình thường. Sau khi Dương Bách Xuyên dẫn luồng năng lượng này ra khỏi thần thức, trong nháy mắt lực lượng đã theo kinh mạch ra ngoài. Bị lực lượng mặt sẹo phong ấn, thực ra chính là phong ấn kinh mạch khiếu huyệt, toàn thân tổng cộng có 9 vị trí huyệt đạo. Chỉ cần hóa giải được lực lượng phong ấn ở 9 vị trí này, thì phong ấn toàn thân tự nhiên sẽ được mở. Khi lực lượng liên tử chạm tới huyệt đạo đầu tiên, toàn thân Dương Bách Xuyên đổ mồ hôi lạnh. Năng lượng phong ấn của mặt sẹo rất mạnh, so với lực lượng của liên tử mà nói thì không khác gì là cá lớn và tôm nhỏ, có điều, Dương Bách Xuyên có niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh của liên tử. Liên tử của đệ nhất hồng hoang chắc chắn không phải là vật bình thường, nó không phải là tôm nhỏ mà là một con cá ăn thịt người. Nói cách khác, sức mạnh phong ấn to lớn này phải bị nuốt chửng. Quả nhiên, sau khi lực lượng của liên tử va chạm với lực lượng phong ấn, hai cỗ sức mạnh bắt đầu phân cao thấp. Cũng không biết qua bao lâu,
Dương Bách Xuyên nở ra một nụ cười, hắn có thể cảm giác được rõ rệt, Liên Tử đã đồng hóa sức mạnh phong ấn. Tuy là đồng hóa chỉ một phần, có thể là chưa tới một phần mười, nhưng vậy cũng là đồng hóa. Trong lòng Dương Bách Xuyên đang tính toán, nếu cứ tốc độ này, lực lượng phong ấn trên 9 vị trí huyệt đạo sẽ được đồng hóa hoàn toàn trong 3 tháng. Mặc dù thời gian rất dài, nhưng ít nhất thì vẫn có hiệu quả, đối với hắn mà nói thì đây là một tia hy vọng. Khoảng thời gian sau đó, ngoại trừ đối phó với binh lính tuần tra và bổ sung thức ăn cần thiết ra, Dương Bách Xuyên dành toàn bộ thời gian, không ngủ không nghỉ để phá vỡ phong ấn. Ý niệm của hắn quá yếu so với lực lượng trong Liên Tử, chỉ có thể điều động ra được một tia, còn phải dựa vào tâm dẫn dắt mới có thể tác động đến lực lượng của phong ấn, thời gian trôi qua từng ngày trong vô thức. Một tháng sau, Dương Bách Xuyên đã phá vỡ được phong ấn của huyệt đạo thứ tư, bắt đầu công kích sang vị trí thứ năm, tốc độ này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn cho là phải mất tới 3 tháng mới có thể phá giải hoàn toàn phong ấn khiếu huyệt. Nhưng bây giờ hắn đã phá đến huyệt đạo thứ 5 chỉ trong một tháng, thời gian được rút ngắn gấp đôi. Nếu cứ với cái tốc độ này, nhiều nhất là một tháng nữa thôi, hắn có thể phá giải tất cả phong ấn trên huyệt đạo. Hơn nữa, trong thời gian này hắn còn phát hiện ra một chuyện rất thú vị, lực lượng phong ấn bị lực lượng Liên Tử đồng hóa vẫn còn tồn tại, hắn có thể cảm giác rõ ràng, những lực lượng phong ấn đó luôn bảo tồn trong không gian Liên Tử. Chỉ cần niệm tâm thì lực lượng phong ấn sẽ ngay lập tức khôi phục lại trong khiếu huyệt, nhưng khác nhau ở chỗ, lực lượng này chịu sự sai khiến của hắn, như vậy sẽ đỡ được rất nhiều phiền toái, có thể đối phó với binh lính tuần tra, đỡ tránh khỏi bị bọn họ phát hiện, bản thân hắn đã phá vỡ được phong ấn. Thời gian trôi qua từng ngày, Dương Bách Xuyên tận dụng tất cả thời gian của mọi người để phá giải phong ấn, ba người tiểu hòa thượng và huynh đệ họ Gia Cát tiếp tục dùng linh thức để đối phó với Kim Bất Hoài. Thành tích phong ấn của Dương Bách Xuyên không tệ, ba người tiểu hòa thượng có vận khí rất tốt, trong hầm mỏ mà cũng có thể đào được ba khối linh thạch trung phẩm, giao nộp xong thì cuối cùng cũng đổi được ba ngày nghỉ ngơi, ăn uống no nê. Chớp mắt, thời gian đã trôi qua 23 ngày, Dương Bách Xuyên đã dùng tổng cộng 53 ngày để phá giải phong ấn, lúc này, toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động, phát ra một tiếng vang vọng. Đánh thức luôn cả tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát đang ngủ say. Bọn họ nhìn thấy Dương Bách Xuyên vì không ngủ mà đôi mắt đỏ như mắt thỏ, nhưng trên gương mặt của hắn ta lại lộ ra vẻ kích động. Tiểu hòa thượng ngây ngẩn nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng phỏng đoán, có khả năng Dương Bách Xuyên đã phá giải được phong ấn, hắn run giọng hỏi, lão đại, phá giải được phong ấn rồi sao? Tiểu hòa thượng vừa nói ra lời này, huynh đệ họ Gia Cát cũng kích động theo, hai người nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Ba người họ đều biết. Chỉ cần Dương Bách Xuyên phá được phong ấn, bọn họ cũng sẽ có hy vọng mở phong ấn tu vi, đồng nghĩa với việc có hy vọng thoát ra khỏi đây. Đối mặt với ánh mắt đầy hy vọng của ba bọn họ, Dương Bách Xuyên gật đầu cười, xem như là ngầm thừa nhận. Hú hú! Tiểu hòa thượng kích động gào thét một tiếng. Tiểu hòa thượng đừng ầm ĩ, miễn cho người ta nghe được. Gia Cát Khổng vẫn rất lý trí. A-di-đà Phật, đúng đúng đúng, không được rêu rao. Nhỏ giọng một chút tiểu hòa thượng lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Dương Bách Xuyên nhìn bộ dáng kích động của ba người họ, hắn nói, kế tiếp, ta sẽ nghĩ cách mở phong ấn trên người các ngươi, có điều càng như vậy thì chúng ta càng phải cẩn thận, chẳng may bị người ta phát hiện, đến khi đó sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Được 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 lão đại yên tâm, bọn ta sẽ chú ý. Tiểu hòa thượng vội vàng gật đầu. Sau khi bốn người họ trò chuyện cùng nhau một lúc, Dương Bách Xuyên vừa phá giải được phong ấn, tiến vào trạng thái tu luyện, hắn cần phải củng cố tu vi của mình, tu vi hiện tại là chuẩn kim đan, hắn vẫn chưa vượt qua được thiên kiếp, khoảng cách chân nguyên của kim đan kiếp trong cơ thể vẫn còn một bước nữa, tranh thủ trong thời gian này tu luyện chăm chỉ. Thân đang ở động linh khoáng, ở đây linh khí đất trời vô cùng nồng đậm, rất thích hợp để tu luyện. Còn về phong ấn trên người tiểu hòa thượng và huynh đệ Gia Cát, cũng sẽ không khó như bây giờ. Sau khi hắn phá giải phong ấn có thể điều động càng nhiều lực lượng Liên Tử đều giúp ba người họ. Thời gian kế tiếp, Dương Bách Xuyên lại dùng thời gian một tháng để mở phong ấn cho ba người, nếu không phải dựa vào lực lượng Liên Tử, hắn thật đúng là không có cách nào khác, dựa vào chân khí trong tu vi cơ thể căn bản là không đủ. May mà có lực lượng của Liên Tử, phong ấn của tất cả mọi người đều được phá bỏ. Có điều,
để đảm bảo an toàn, hắn lại phong ấn tu vi của ba người tiểu hòa thượng lại, trên người bọn họ cũng không có sức mạnh của liên tử, cũng giống như hắn, tâm vừa niệm là có thể tùy ý phong ấn, cũng tùy ý mở ra. Thời gian kế tiếp, Dương Bách Xuyên chuẩn bị nâng cao tu vi của mình, chỉ có nâng cao tu vi lới chuẩn kim đan đỉnh phong thì hắn mới nắm chắc thêm khả năng rời khỏi đây. Đương nhiên cũng phải tìm cơ hội. Nếu không đối mặt với một cao thủ kim đan đã vượt qua thiên kiếp như đuôi sam nhỏ, người ta là kim đan hàng thật giá thật. Hắn căn bản không có cách nào đối phó, còn về cái gã kim bất hoài kia, hiện tại Dương Bách Xuyên để gã ta sống thêm vài ngày nữa, đợi sau khi mình nâng cao tu vi thoát ra được khỏi đây, người đầu tiên hắn giết chính là kim bất hoài, một roi đó, thù này hắn không bao giờ quên. Tu chân vô năm tháng, lời này đối với tu chân giả mà nói thì không sai chút nào. Chớp mắt Dương Bách Xuyên và Tiểu Hòa Thượng đã ở trong quặng được một năm. Trong một năm này, sau khi mở phong ấn, mấy người Dương Bách Xuyên đều âm thầm lén lút tu luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại binh lính tuần tra và Kim Bất Hoài. Khoảng thời gian này, Dương Bách Xuyên lại bị Kim Bất Hoài đánh cho một trận. Những chuyện này, Dương Bách Xuyên đều có thể nhịn được, hắn cần phải nâng cao tu luyện. Đáng tiếc là, sau khi tới cảnh giới chuẩn Kim Đan, nâng cao tu vi rất khó khăn. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tích lũy chân nguyên trong cơ thể đến viên mãn. Theo như huynh đệ Gia Cát nói, có thể tăng lên trong vòng 2 năm đã không tệ rồi, nhưng Dương Bách Xuyên lại không đợi được lâu như vậy. Ở Sơn Hải Giới, hắn cần phải tìm Trồn Nhi, tìm nhị đồ đệ Vương Tông Nhân và Ngô Mặc Thu, còn cả Mai Thi Dĩnh. Hắn muốn trở về trái đất, hắn ngoài ý muốn mới đi tới Sơn Hải Giới, nếu như người thân và bạn bè biết hắn biến mất không thấy. Trong lòng Dương Bách Xuyên biết rõ bọn họ sẽ lo lắng tới nhường nào. Không có gì đáng lo hơn bà nội, bà đã 80 tuổi, tuy rằng Dương Bách Xuyên luyện đan để khôi phục thân thể cho bà, sức khỏe xem như tốt hơn so với những người cùng lứa tuổi, nhưng dù sao thì nội cũng lớn tuổi rồi, không thể tu luyện, không kéo dài được tuổi tác, Dương Bách Xuyên hiểu rõ, bà nội hắn không sống được bao lâu nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ chết đi. Hắn vẫn chưa mang bà nội tới tế cha mẹ. Vẫn chưa làm tròn đạo hiếu với nội. Có rất nhiều chuyện hắn vẫn chưa thực hiện, hắn không thể bị mắc kẹt ở đây quá lâu được. Vì thế hắn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này, Dương Bách Xuyên vẫn đang tu luyện như ú, đột nhiên Tiểu Hòa Thượng cuống quýt chạy vài, lão đại, huynh mau đi xem một chút. Sao vậy, có phải Kim Bất Hoài lại đánh huynh đệ Gia Cát không? Dương Bách Xuyên đứng dậy. Tự phong ấn tu vi của mình lại. Không, không phải, huynh ra ngoài xem với ta là biết. Gương mặt Tiểu Hòa Thượng đỏ bừng, còn mang theo vẻ kích động, nói năng còn lắp bắp, bảo Dương Bách Xuyên đi cùng hắn. Dương Bách Xuyên bị Tiểu Hòa Thượng làm cho không hiểu ra sao, phiền toái lớn nhất trong hầm mỏ chính là Kim Bất Hoài đánh người. Nếu không phải là Kim Bất Hoài đánh người thì còn có chuyện gì, khiến Tiểu Hòa Thượng kích động tới lắp bắp không nói nên lời nữa. Hắn muốn hỏi xem rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng Tiểu Hòa Thượng rõ ràng là kích động xoay người bỏ chạy, ý bảo Dương Bách Xuyên đi theo hắn. Bất đắc dĩ, Dương Bách Xuyên chỉ đành đứng dậy đi theo sau Tiểu Hòa Thượng, lúc này hắn cũng rất tò mò. Theo chân Tiểu Hòa Thượng, rẽ qua mấy khúc cua, sau đó đến một không gian nhỏ cỡ 5-6 mét vuông. Dương Bách Xuyên biết, nơi này là chỗ mà gần đây nhất mà ba người bọn họ đào được linh thạch. Linh thạch trung phẩm lần trước cũng đào từ đây. Lúc Dương Bách Xuyên đi vào, huynh đệ Gia Cát, một người thì đang đứng, người còn lại ngồi tựa vào sơn động, sắc mặt cả hai người đều ửng hồng. Dương Bách Xuyên nhìn hai người họ hỏi, có chuyện gì vậy? Gia Cát Khổng, người nói đi. Dương Bách Xuyên biết Gia Cát Khổng bình tĩnh hơn, vì vậy đã để hắn ta nói. Hiển nhiên Gia Cát Khổng cũng rất kích động, nhưng cũng không nói gì. Chỉ gật đầu sau đó tựa vào sơn động rồi chậm rãi rời đi. Giây tiếp theo, không gian nhỏ vốn dĩ là ánh sáng lờ mờ, sau khi Gia Cát Khổng rời đi, trong nháy mắt đã lóe lên tia sáng, ánh sáng đỏ chiếu rọi toàn bộ không gian nhỏ. Hít thở sâu. Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, hắn thất thanh nói, là thượng phẩm. Là thượng phẩm, Gia Cát Khổng run giọng nói. Hóa ra là ba người bọn họ đào được linh thạch thượng phẩm. Mặc dù linh thạch thượng phẩm rất chân quý, nhưng không đến mức làm họ kích động tới như vậy, tốt xấu gì các huynh đệ đều xuất thân từ đại tộc, đừng nói tới linh thạch thượng phẩm, cho dù là cực phẩm thì bọn họ cũng có thể gặp qua rồi. Quan trọng, tình huống mà Dương Bách Xuyên nhìn thấy là,
phía sau cơ thể của Gia Cát Không có một lỗ nhỏ đường kính 2 thước, bên trong phát ra ánh sáng có màu đỏ rực, chứng tỏ đó là linh thạch thuộc tính hỏa. Hơn nữa không chỉ là một viên tinh thạch thượng phẩm, khả năng rất lớn là ba người bọn họ tài giỏi đến mức đào ra cả mỏ linh mạch. Nhưng nếu là mỏ linh mạch, cũng có nghĩa là một khu vực rộng lớn sẽ đều là linh thạch kề sát nhau. Đương nhiên chuyện này vẫn không phải là trọng điểm là căn cứ theo đặc điểm thuộc tính của mỏ linh mạch mà Dương Bách Xuyên biết, nếu bên ngoài có linh thạch thượng phẩm thì sâu bên trong linh mạch sẽ có linh thạch cực phẩm xuất hiện, thậm chí là còn có cả tinh linh thạch. Cái gọi là tinh linh thạch, theo như Dương Bách Xuyên được biết thì thật ra nó chính là khởi nguồn của linh thức, được xưng là đá căn nguyên. Đá căn nguyên còn cao cấp hơn cả linh thức cực phẩm, theo như truyền thừa của sư phụ ghi chép lại, đá căn nguyên chỉ xếp sau tiên thạch mà thôi. Nguồn gốc của lực lượng trên thế giới đơn giản chính là 5 sức mạnh nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Vạn vật đều từ biến đổi từ 5 lực lượng này mà thành. Nếu như nơi này thật sự xuất hiện một viên đá căn nguyên, vậy. Dương Bách Xuyên vừa nghĩ tới đây là dùng cả mình, hắn kích động không thôi. Sau khi lấy lại tinh thần, Dương Bách Xuyên vội vàng nói với Tiểu Hòa Thượng, mau ra bên ngoài canh trông chừng, ta ở đây bố trí trận pháp, nếu để linh khí cường đại này tản ra, chúng ta sẽ không thu được gì. Tiểu Hòa Thượng vội vã chạy nhanh như gió. Lúc này, Gia Cát Minh nuốt nước miếng, Dương Đại Ca, ý của ngươi là, chúng ta sẽ không giao nộp những linh thạch này. Đây là cơ duyên, cũng là cơ hội của chúng ta, có ngu mới nộp lên. Dương Bách Xuyên sáng mắt nói. Nhưng nếu không nộp, đến khi bị phát hiện, Kim Bất Hoài nhất định sẽ giết chết chúng ta. Gia Cát Minh run rẩy nói. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, yên tâm, trên người ta có pháp khí bình càn khôn, chúng ta đào những tinh thạch này ra, giữ lại để tu luyện, nếu như có một ngày bị phát hiện, ngày đó chính là ngày chúng ta trốn thoát khỏi đây. Không tệ, ta tán thành với ý kiến của Dương Đại Ca. Chúng ta không thể bị nhốt mãi ở nơi này được, như vậy sớm muộn gì cũng không thoát khỏi cái chết. Hơn nữa, cho dù giao nộp toàn bộ số linh thạch này lên, bọn họ cũng sẽ không thả cho chúng ta rời đi. Dương Đại Ca, huynh nói xem nên làm thế nào. Gia Cát Khổng rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, khôi phục đầu óc nhìn xa trông rộng. Dương Bách Xuyên nhìn Gia Cát Khổng nói, việc cấp bách hiện tại, chúng ta cần phải đào tất cả linh thạch thượng phẩm này ra, nói không chừng còn đào được linh thạch cực phẩm. Đã là linh thạch cực phẩm thì đều là linh khí tinh khiết nhất, có thể luyện hóa chân khí trong cơ thể không phân biệt thuộc tính, ai trong chúng ta cũng có thể hấp thụ. Có tác dụng nâng cao tu vi trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy, linh khí nơi này quá dồi dào, trước tiên ta sẽ bố trí trận pháp che kín linh khí tản ra. Gia Cát Minh, ngươi và Tiểu Hòa Thượng chịu trách nhiệm canh giữ bên ngoài, tìm một nơi khác để tu luyện, sau đó chặn không gian nhỏ này lại. Gia Cát Không, hai người chúng ta cùng đào linh thạch. Được, không thành vấn đề. Gia Cát Minh cũng biết Dương Bách Xuyên nói đúng, hắn vội vàng đi ra ngoài, sau đó hắn và Tiểu Hòa Thượng dùng đá to chặn không gian này lại, hai người bọn họ đánh yểm trợ ở bên ngoài, nơi này giao lại cho huynh trưởng và Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên lấy linh thạch ra, bố trí trận pháp che giấu không gian nhỏ, sau đó ngân quang lóe lên, hắn và Gia Cát Khổng bắt đầu đào linh thạch. Sau khi khôi phục tu vi, cộng thêm trong tay còn có kiếm đồ long. Tốc độ của hai người họ rất nhanh, từng viên linh thạch được đào ra ngoài, ở độ sâu 30 mét, linh thạch cũng dần giảm bớt, Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng đào được tổng cộng 836 viên linh thạch thượng phẩm. Ầm ầm. Kiếm đồ long đâm vào chỗ đất vô cùng cứng rắn, Dương Bách Xuyên rót chân khí chém đá lăn xuống, hắn và Gia Cát Khổng nhìn nhau cười. Dương Đại Ca quả nhiên đúng như huynh dự liệu, tảng đá cứng rắn như vậy lại chính là đá tinh thiết. Nếu như ta nhớ không nhầm thì đào được thiết thạch hẳn là sẽ xuất hiện linh thạch cực phẩm. Gia Cát Khổng vui vẻ nói. Đá tinh thiết là một loại khoáng thạch sẽ xuất hiện cùng với linh thạch cực phẩm, loại này cực kỳ cứng rắn, thậm chí còn cứng hơn cả đá huyền thiết, đây cũng là tài nguyên luyện khí rất tốt. Ngay lập tức, hai người mang theo tâm tình kích động để đào, đá tinh thiết rất cứng, lúc đào đã tiêu tốn rất nhiều chân khí. Có điều trong tay còn có kiếm đồ long, cũng xem như là đào được. Nếu như chưa phá giải được phong ấn thì hai người họ căn bản là đào không nổi, theo như lời của Gia Cát Khổng thì nếu như hầm mỏ gặp được đá tinh thiết, thì chính Kim Bất Hoài sẽ đích thân mang người đến đào, bởi vì có khả năng cao là có thể đào được linh thạch cực phẩm. Khi hai huynh đệ nhà họ vừa mới tới hầm mỏ đã nhìn thấy Kim Bất Hoài đào một lần,
đào được một viên linh thạch cực phẩm, vì thế Kim Bất Hoài đã thưởng nữ nhân cho tên tù phạm phát hiện đá tinh thiết, còn cho nghỉ ngơi 3 tháng. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra được giá trị của linh thạch cực phẩm. Hiện tại, Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng cũng xem như là đang mạo hiểm tính mạng để đào thạch, một khi bị Kim Bất Hoài phát hiện, đợi chờ bọn họ chỉ có duy nhất con đường chết, có điều chẳng sao cả, sau khi Dương Bách Xuyên tu luyện 1 năm, mặc dù chân khí trong cơ thể vẫn chưa viên mãn nhưng cũng không sai biệt lắm. Đợi hắn đào được linh thạch cực phẩm hoặc chí ít là đá căn nguyên, đó cũng là lúc 4 người bọn họ tẩu thoát. Hoặc là nói, chỉ cần Kim Bất Hoài phát hiện ra bọn họ, thì đó là khi họ rời đi. 3 ngày sau, Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng đào được viên linh thạch cực phẩm đầu tiên. Dương Bách Xuyên đè nén ham muốn hấp thụ tu luyện, không được vội vã. Bởi vì mục đích của bọn họ chính là đào được đá căn nguyên, đó mới là bảo vật của cả cái quặng mỏ linh thạch này. Sau 10 ngày, trong tay Dương Bách Xuyên và Gia Cát Khổng đã có 4 viên linh thạch cực phẩm. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn không dừng lại, hắn có cảm giác trong mạch khoáng này nhất định có đá căn nguyên. Trong thời gian gần nửa tháng, Dương Bách Xuyên tổng cộng ra ngoài ứng phó với binh lính tuần tra 1 lần, mấy ngày sau đều dứt khoát không ra ngoài. Toàn là tiểu hòa thượng ứng phó nói, Dương Bách Xuyên đang không ăn không ngủ để đào quặng, lại nộp mấy viên lên trên, cũng xem như là lừa gạt được bọn họ. Tới khi thời gian là 17 ngày. Bình càn khôn trên cánh tay trái của Dương Bách Xuyên đột nhiên nóng lên, điều này khiến trái tim Dương Bách Xuyên kích động, hắn biết mỗi khi bình càn khôn nóng lên có nghĩa là thiên tài địa bảo xuất hiện. Mà hiện tại thiên tài địa bảo trong hầm mỏ chỉ có thể là đá căn nguyên. Dương Bách Xuyên bổ một kiếm xuống chỗ đá tinh thiết. Ầm ầm. Một tảng đá lớn bị kiếm đồ long chém nát vụn. Ngay sau đó, một tia sáng vô cùng chói mắt phát ra. Một luồng linh khí trọng thiên tỏa ra, trực tiếp phá vỡ trận pháp của Dương Bách Xuyên, xông thẳng ra ngoài hầm mỏ. Dưới cỗ khí tức dương địa, cơ thể Dương Bách Xuyên thiếu chút nữa đã không đứng vững. Nhưng trên mặt hắn lại không hề có một chút lo sợ nào, ngược lại, toàn thân kích động tới phát run. Đá căn nguyên. Lúc này, một viên đá hình kim cương to bằng nắm tay xuất hiện, tỏa ra hào quang thuần khiết không gì sánh được. Hít một hơi thôi cũng có thể làm lỗ chân lông thoải mái. Cùng lúc này, doanh địa bên ngoài hầm mỏ, vừa lúc Kim Bất Hoài và Tóc Thắt Bím đang nói chuyện với nhau. Tam tướng quân, đây là sản lượng linh thạch của tháng này, linh thức hạ phẩm tổng cộng có 2.000, trung phẩm là 120 viên. Vừa nói, Kim Bất Hoài vừa đưa nhẫn không gian chứa linh thạch cho Tóc Thắt Bím. Ừ, tháng này không tệ, cộng thêm trên người ta cũng đủ số lượng 5.000 rồi. 2 ngày nữa, ta sẽ đến phủ thành chủ M Dương Tông cúng dường, cuối cùng cũng có thể báo cáo kết quả, có điều chúng ta cần phải nhanh chóng Tóc Thắt Bím uống một ly trà rồi nói. Tuân lệnh, tam tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nhanh chóng để những tiện dân kia đi đào. Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, một cỗ linh khí trọng thiên truyền tới. Đây là cái gì, nhất định là hầm mỏ xuất hiện đá căn nguyên. Nhanh nhanh đi xem, giọng nói của Tóc Thắt Bím cũng thay đổi, hắn biết đá căn nguyên là cái gì. Thiên linh khí cường đại như thế, hơn nữa thường chỉ xuất hiện khi có đá căn nguyên, kèm theo chính là linh thạch thượng phẩm, cực phẩm và cả đá tinh thiết dùng để luyện khí. Đây đều là nguồn tài phú không thể nào tưởng tượng nổi. Huynh đệ bọn họ trợ giúp phủ thành chủ khai thác quặng nhiều năm, hiểu rất rõ những thứ này. Tóc Thắt Bím biết. Tù nhân trong hầm mỏ đều bị phong ấn tu vi, ngày thường bọn họ đào đá tinh thiết nhưng hôm nay lại phát ra khí tức của đá căn nguyên, chỉ có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, có người ngoài trà trộn vào quặng mỏ đào ra đá căn nguyên, thế nhưng chuyện này không có khả năng, ngày đêm đều có người canh giữ nơi này, người ngoài không thể đi vào, nếu có thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Thứ hai là trong đám tù nhân có người đã mở được phong ấn, cũng chỉ có phương án này là khả thi. Tu vi của đám tù phạm này đều là đại ca mặt sẹo của gã tự tay phong ấn, không có tu vi nguyên anh thì đừng hòng mở được, hiện tại có người cởi bỏ, nghĩ một lát đã thấy không tưởng tượng được. Trong suy nghĩ của Tóc Thắt Bím, chắc chắn đối phương có bí bảo gì đó mới có thể cởi bỏ được phong ấn, hơn nữa người này còn đào ra đá căn nguyên, điều này đã nói lên thời gian đối phương mở phong ấn không phải 1 ngày 2 ngày mà đã dự mưu từ trước. Không biết tại sao trong đầu Tóc Thắt Bím hiện lên 2 bóng dáng.
chính là thằng nhóc và tên tiểu hòa thượng khoác loác tự mình chạy trốn khỏi nhà giam phủ thành chủ nhưng đại ca không giết bọn họ, chỉ phong ấn tu vi. Trong lòng tóc thắt bím, gã cảm giác hai người kia rất quái dị. Vừa nghĩ, gã dẫn theo Kim Bất Hoài và một đội binh sĩ nhanh chóng tiến vào quặng mỏ, hơn nữa còn không quên dặn dò thân binh bên ngoài, nghe kỹ cho ta, canh giữ cửa vào quặng mỏ, đừng để bất cứ kẻ nào chạy trốn, hễ là tù nhân đi ra đều giết sạch không cần luận tội. Tuân mệnh tướng quân. Toàn bộ 300 binh sĩ đóng tại quặng mỏ đều được gọi đến canh tại miệng quặng, canh giữ chặt chẽ đến mức mũi bay không lọt. Ngay sau đó, tóc thắt bím trầm giọng nói với Kim Bất Hoài, ta vẫn cảm thấy việc này rất kỳ lạ, nếu đá căn nguyên thật sự xuất hiện thì chính là chuyện lớn, người đi đưa tin cho đại ca nhị ca, kêu bọn họ nhanh chóng đến quặng mỏ. Dạ, Kim Bất Hoài đáp lời, vội vàng đi truyền tin. Tóc thắt bím thì dẫn người đến chỗ đám Dương Bách Xuyên, thiên linh khí cường đại truyền đến từ nơi này. Tuy Dương Bách Xuyên đào ra đá căn nguyên nhưng lại xuất hiện cảnh tượng khiến hắn rất phiền muộn, Bình Càn Khôn lại tranh đoạt với hắn. Vừa mới đào ra, cánh tay trái của Dương Bách Xuyên nóng lên, không khống chế được đâm vào đá căn nguyên, ngay sau đó Bình Càn Khôn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dương Bách Xuyên cũng cảm giác được Bình Càn Khôn nóng lên từng đợt, tỏa nhiệt, đúng là đang hấp thu lực lượng trong đá căn nguyên. Trong lòng hắn muốn rớt nước mắt nhưng không có cách nào, Bình Càn Khôn là tổ sư gia, hắn không ngăn cản được. Mặt khác, thật ra Dương Bách Xuyên cũng không có ý định ngăn cản Bình Càn Khôn hấp thu lực lượng trong đá căn nguyên, dù sao Bình Càn Khôn là của hắn, nó hấp thu xong sẽ xảy ra thay đổi, hắn có thể sử dụng, đây là điều chắc chắn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên biết thần hồn của sư phụ Vân Thiên Tà còn đang ở trong Bình Càn Khôn, nếu như lần này Bình Càn Khôn hấp thu đá căn nguyên có thể giúp đỡ khôi phục thần hồn của sư phụ, khiến ông tỉnh lại từ trong giấc ngủ say thì hắn sẽ có được trợ giúp cực lớn khi sinh tồn tại Sơn Hải Giới. Có sư phụ ở bên cạnh chỉ điểm việc tu luyện luôn tiện hơn hắn tự mình mày mò. Phải biết rằng Sơn Hải Giới chính là thế giới tu chân thật sự, khắp nơi đều là tu chân giả. Cuộc mua bán này với hắn mà nói đường nào cũng có lời. Dù sao trên người hắn vẫn còn linh thạch thượng phẩm và cực phẩm chống đỡ tu luyện, vậy là đủ rồi. Đá căn nguyên là chí bảo, là vương giả trong linh thạch, ẩn chứa nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ, cho dù là Bình Càn Khôn cũng không thể hấp thu hết lực lượng đá căn nguyên trong một thời gian ngắn. Sau lưng bỗng vang lên giọng nói đầy lo lắng của Gia Cát Khổng, Dương đại ca, linh khí cường đại đã tản ra. Ta đoán đã có người chạy đến đây rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Gia Cát Khổng nhìn thấy cánh tay trái của Dương Bách Xuyên tỏa ra ánh sáng chói mắt là biết đây là bí mật của đối phương, hắn ta cũng cảm nhận được khí tức đá căn nguyên đang từ từ biến mất nhưng không hỏi nhiều, hiện tại chi lo lắng lát nữa làm sao để ứng đối với tông môn đây. Linh khí cường đại thật sự phóng thẳng lên trời. Đừng hoảng, việc đã đến nước này, chúng ta đã biết ngày này sẽ đến từ lâu. Ngươi đi nói với tiểu hòa thượng và đệ đệ ngươi mở phong ấn, sẵn sàng giết ra ngoài, ta đã chuẩn bị ngựa xong rồi. Thời điểm đào được đá căn nguyên, khí tức cường đại tỏa ra, Dương Bách Xuyên đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ chạy trốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.